Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 152. Cho dù thực lực xa cao hơn Diệp Thần võ giả, vậy rất khó hoàn toàn tránh hủy diệt mộ đạo, tạo thành tổn thương. Mà mỗi một lần công kích, đều là vòng vòng tương khấu, giống như hiệu ứng bươm bướm vậy, một đạo tầm thường vết thương, cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng, ở Diệp Thần dưới sự khống chế, lại có thể tung lên hủy diệt gió bão. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, xuất hiện ở Dư Thịnh trước người, sát kiếm bên trên, huyết quang chớp mắt, ngay đầu chém xuống, nhìn như, lại là không có chương pháp gì, gần như điên cuồng vậy. Nguyên vốn còn có chút khẩn trương, phập phòng lo sợ Dư Thịnh, rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng xuống, khóe miệng nụ cười, bộc phát châm chọc, lạnh như băng. Thằng nhóc này, rốt cuộc không chịu nổi áp lực nổi điên sao? Xem ra mới vừa rồi vậy hai kiếm, quả nhiên chỉ là trùng hợp mà thôi, ở hắn trong mắt, mất lý trí Diệp Thần, trừ chết, không có cái thứ hai khả năng. Một thương ra, giống như đem thời không cũng xuyên thủng một thương, ầm một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, cái này một thương, trực tiếp đem Diệp Thần bụng đánh xuyên. Nhưng, Diệp Thần, nhưng tựa như đối với mình thương thế, bất chi bất giác vậy, trường kiếm trong tay một khắc không ngừng quơ. Ngay chớp mắt, chính là chém ra trên trăm kiếm, mỗi một kiếm, cũng chém về phía vị trí bất đồng. Hắn hiện tại phải làm, là thu thập tình báo, hắn ánh mắt, còn không có kiếm hồn cay độc như vậy, chỉ dựa vào ba kiếm, là có thể biết rõ Dư Thịnh võ đạo, nhưng, ba kiếm không được, liền 30 kiếm, 300 kiếm. Chỉ là nháy mắt tức thì, hai người, liền giao thủ mấy trăm lần, rốt cuộc, tiêm máu cùng kim quang chớp mắt, hai đạo thân ảnh, một phần mở ra. Lúc này Diệp Thần, cả người nhuốm máu, kịch liệt thở hào hển, cả người bên trên, trải rộng vô số vết thương, lỗ máu cho dù là thi triển thiên yêu thân thể trạng thái, hắn sắc mặt vậy dần dần xu hướng tại trắng bệch, hơi thở hơi không yên. Đến từ vực ngoại và thượng giới thiên thần cảnh võ giả, quả nhiên mạnh mẽ. Nhận chịu đối phương hơn trăm lần công kích, cho dù là Diệp Thần, cũng có chút kinh không chịu nổi. Bất quá, Diệp Thần vậy gương mặt tái nhợt trên, lại là không sợ hãi chút nào, ý lùi bước, ngược lại chiến ý hừng hực. Tìm được, lấy chịu đựng đối phương hơn trăm lần công kích làm giá, Diệp Thần đã đem Dư Thịnh võ đạo mọi phương diện, hoàn toàn nhìn thấu. Sát kiếm bên trong, kiếm hồn lạnh như băng trên gương mặt tươi cười, cũng không khỏi được hiện ra một nụ cười, xài mấy trăm lần công kích, cuối cùng thành công sao, thành tích này có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà Dư Thịnh, chính là khinh thường cười, trên mặt một bộ nắm chắc phần thắng diễn cảm, giễu cợt nói, không là thích liều mạng sao? Tiếp tục liều mạng à? Lão tử cũng muốn xem ngươi, có thể chịu đựng bao nhiêu lần công kích? Làm sao kinh sợ, lui? Ở hắn xem ra, Diệp Thần sở dĩ lui, chính là sợ. Diệp Thần lúc này, ngược lại thì bình tĩnh lại, hắn mặt không thay đổi nhìn trước mặt Dư Thịnh, mở miệng nói, 726 chiêu. Ừ. Dư Thịnh khẽ cau mày nói, người đang nói gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói, 726 chiêu sau đó, ngươi, tất bại. Đúng phiến thiên địa nhiệt độ, tựa như trong nháy mắt, hạ xuống băng điểm trở xuống, lạnh được có thể đem máu người dịch động lại. Mà lúc này, cửu thiên thần long điện chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Một đầu rồng thần, bị từng cái xiềng xích nhốt trước. Cả người cuồn cuộn uy nghiêm. Toàn bộ gặp phải khóa chân áp. Thậm chí, có chút xiềng xích như đao kiếm, thật sâu nguyên vẹn hắn trong da thịt, rất miễn cưỡng xiết ra máu tươi, để cho hắn khổ không thể tả, cơ hồ rơi vào hôn mê. Đầu này rồng thần, chính là Tuyền Cơ hạ xuống sau đó, mất tích Viêm Thiên Long thần. Mà nhốt hắn, chính là Diệp Lạc Nhi và vậy Oai Rồng Nam Tử. Diệp Lạc Nhi và Oai Rồng Nam Tử, một mực ở Cửu Thiên Thần Long Điện. Trước đây, Diệp Lạc Nhi biết Viêm Thiên Long Thần phải ra tay đối phó Diệp Thần, cho nên, nàng thỉnh cầu Oai Rồng Nam Tử tù ở hắn, không để cho hắn trở về mật báo tin tức. Ai, là ai, lại dám xúc phạm thiên đạo cung uy nghiêm, nhốt bổn tọa. Viêm Thiên Long Thần thanh âm khàn khàn, từ từ mở mắt. Hắn vừa mở mắt, liền thấy trước mắt đứng hai đạo thân ảnh. Một cái xinh đẹp tuyệt lệ, một cái Oai Rồng cuồn cuộn. Chính là Diệp Lạc Nhi và vậy Oai Rồng Nam Tử. Các ngươi là người phương nào, lại dám nhốt bổn tọa. Viêm Thiên Long Thần trong mắt tức giận,
ánh mắt như điện, nhìn xem Diệp Lạc Nhi, lại nhìn xem Oai Rồng nam tử, nhất thời thân thể chấn động một cái. Ngươi là... Viêm Thiên Long thần trợn to mắt mâu, cái này Oai Rồng nam tử, trên người huyết mạch chập chờn, và hắn đặc biệt tương tự, lại là đồng tộc. Chí Tôn Long Hoàng, là ngươi. Viêm Thiên Long thần trong lòng chấn động một cái, nhất thời nhận ra, nam tử này lại là chấn động thượng cổ Long Hoàng, thân phận tôn vinh vô cùng, ở thời đại thượng cổ, từng tham dự đại chiến, chém chết qua vô số thiên ma. Viêm Thiên, thật lâu không gặp. Oai Rồng nam tử giọng mang một chút tang thương, ở thời đại thượng cổ, hắn và Viêm Thiên Long thần là cùng tộc, từng cùng nhau sóng vai tác chiến, nhưng lúc quá cảnh di chuyển, hôm nay hai người ai vì chủ nấy, nhưng là hoàn toàn mỗi người một ngã. Chí Tôn Long Hoàng. Diệp Lạc Nhi thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ tới đi theo bên người nàng nam tử này, lại có như thế vang dội danh hiệu. Con bé này là ai, ngươi vì sao phải thần phục nàng? Viêm Thiên Long thần rung động thật sâu, xem Chí Tôn Long Hoàng xuôi tay thấp mi hình dáng, hiển nhiên là phụng Diệp Lạc Nhi làm chủ. Cái này Diệp Lạc Nhi, thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu không, Chí Tôn Long Hoàng cũng sẽ không cúi đầu. Bất quá, Viêm Thiên Long thần tự nhiên không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi là Thánh Long gia tộc Long Thành Thiên Nữ Nhi, trên mình còn dính líu tới thượng cổ bí mật. Chí Tôn Long Hoàng im lặng, cũng không có tiết lộ Diệp Lạc Nhi thân phận. Ta là ai, không cần ngươi quản. Diệp Lạc Nhi trong mắt lạnh như băng, quét nhìn Viêm Thiên Long thần. Giao ra luân hồi huyền bi, nếu không đừng trách ta vô tình. Diệp Lạc Nhi giọng lạnh lẽo, con người giống như đọng lại hàn băng ngàn năm. Nàng cảm nhận được, ở Viêm Thiên Long thần trong cơ thể, mơ hồ tản mát ra cổ xưa luân hồi hơi thở, đó là luân hồi huyền bi hơi thở. Nàng nhốt Viêm Thiên Long thần, thứ nhất, là ngăn cản hắn mật báo tin tức, thứ hai, là buộc hắn giao ra luân hồi huyền bi. Ha ha, muốn bổn tọa giao ra luân hồi huyền bi, nằm mơ. Viêm Thiên Long thần cười lạnh một tiếng, cho dù bị nhốt, vậy không có chút nào khuất phục hình dáng. Hừ. Diệp Lạc Nhi hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay huy động, từng luồng linh lực, hóa thành một cái thanh phi kiếm, hung hăng hướng Viêm Thiên Long thần chém tới. Phốc xích, phốc xích. Phốc xích, kiếm khí chém xuống, nhất thời, Viêm Thiên Long thần trên người, xuất hiện đạo đạo dữ tợn kiếm tổn thương. Nếu như ở ngày thường, lấy Diệp Lạc Nhi thực lực, chưa chắc có thể thương tổn tới hắn, nhưng hiện tại, hắn gặp phải nhốt, cả người hơi thở đều bị xiềng xích phong bế, căn bản không thể phản kháng. Chính là linh lực phi kiếm, liền chém được hắn máu tươi mơ hồ, khổ không thể tả. Có ngon ngươi giết bổn tọa. Viêm Thiên Long thần nhưng là có khí phách, coi như bị phi kiếm cực hình hành hạ, cũng không có cúi đầu yếu thế. Viêm Thiên, cần gì chứ? Chí Tôn Long Hoàng đứng chắp tay, nhìn ngày xưa đồng tộc bị tra tấn, hắn ánh mắt hơi chập chờn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dẫu sao, hắn lúc này, và Viêm Thiên Long thần, lại cũng không có cái gì đồng tộc tình, chỉ còn lại địch ý. Hồ đồ ngu xuẩn. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp ác liệt. Phi kiếm cuồng như vậy chém chết, không mang theo chút nào cảm tình. Suy suy suy, vô tận kiếm quang, mang theo một phiến phiến máu thịt. Viêm Thiên Long thần cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ, nội tâm đang gầm thét. Thiên Viên Mặc Tà, người lúc nào tới cứu ta? Diệp Lạc Nhi mắt đẹp hiện lên từng cơn sát ý, nhàn nhạt nói, nơi đây bị Cửu Thiên Thần Long Điện hơi thở che đậy, đừng nói là Thiên Viên Mặc Tà. Coi như là vực ngoại người vậy không phát hiện được. Ngươi trông cậy vào Hiên Viên Mặc Tà tới cứu ngươi, còn không bằng giao ra luân hồi huyền bi. Luân hồi huyền bi ở Viêm Thiên Long thần trong cơ thể, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng cũng nghĩ tới dùng thủ đoạn đặc biệt lấy ra. Nhưng lại toàn bộ thất bại. Viêm Thiên Long thần trong cơ thể, phủ đầy thiên đạo cung đặc thù cấm chế. Thế gian trừ Hiên Viên Mặc Tà, không người có thể tháo ra. Dĩ nhiên còn có một cái phương pháp, liền để cho Viêm Thiên Long thần chủ động giao ra. Mà giờ khắc này Viêm Thiên Long thần trong mắt nhưng là vô cùng dữ tợn, hai người các ngươi không nên cùng thiên đạo cung là địch. Nếu như Hiên Viên Mặc Tà phá vỡ vậy phong ấn, không chỉ các người phải chết, liền vậy Diệp thần cũng phải chết. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều xem thường Hiên Viên Mặc Tà. Nhưng có một ngày các ngươi sẽ rõ ràng, Hiên Viên Mặc Tà là thần quốc vô số cường giả ác mộng.
Giờ khắc này, Viêm Thiên Long thần lại cười vô cùng dữ tợn. Diệp Lạc Nhi thần sắc ngưng trọng, trong tay sử dụng một cây roi màu đỏ thẫm. Một roi rơi xuống, sóng khí dạo dực, thậm chí ở Viêm Thiên Long thần trên mình hội tụ ra một dấu máu. Viêm Thiên Long thần, ta bỏ mặc Hiên Viên Mặc Tà có lợi hại dường nào, nếu như hắn dám động ta Diệp đại ca, ta Diệp Lạc Nhi coi như cháy huyết mạch, vậy sẽ cùng Hiên Viên Mặc Tà lấy mạng đổi mạng. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm lộ ra một cái cô bé kiên quyết. Diệp Lạc Nhi rất rõ ràng, nếu là không có Diệp thần, nàng có thể vẫn còn ở Côn Lôn Hư. Nếu là không có Diệp thần, nàng có thể không thấy được mình phụ thân. Nếu là không có Diệp thần, nàng càng không biết thân thể mình ở giữa bí mật. Ở nơi này thế gian, Diệp thần đã là nàng Diệp Lạc Nhi người thân nhất. Nàng không cho phép thế gian có bất kỳ người tổn thương Diệp thần. Mà lúc này, Thiên Đạo Cung chỗ sâu. Trong đại điện, Hiên Viên Mặc Tà đi qua đi lại, thần sắc bất an. Viêm Thiên Long thần mất tích, hắn đã phái rất nhiều cường giả đi ra ngoài điều tra, đáng tiếc, từ đầu đến cuối bặt không tin tức gì. Mấu chốt khối kia luân hồi huyền bia ở Viêm Thiên Long thần trên mình à. Nếu như huyền bia và Viêm Thiên Long thần cũng xảy ra chuyện, đối với hắn tới nói thật là một cái tin dữ. Mấu chốt, hắn vận dụng Thiên Đạo Cung phần lớn lực lượng, lại lâu như vậy, vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Một đám phế vật. Báo. Một cái trưởng lão bước vào đại điện, thần sắc vội vàng. Làm sao, tra được chưa? Hiên Viên Mặc Tà liền vội vàng hỏi. Hồi bẩm cung chủ, còn không có tra được Long Thần đại nhân tung tích, nhưng có thể khẳng định, người khác ngay tại Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong, chỉ là không biết ở nơi nào. Trưởng lão cúi đầu nói. Phế vật, một đám phế vật, tra xét lâu như vậy cũng không tra được, ta muốn các ngươi có ích lợi gì. Hiên Viên Mặc Tà nhất thời tức giận. Thuộc hạ bất lực, mời cung chủ bớt giận. Trưởng lão cả người run rẩy, nơm nớp lo sợ. Cửu Thiên Thần Long Điện khắp nơi hung hiểm, nếu như không có xác thực vị trí, bọn họ vậy rất khó tra được Viêm Thiên Long Thần chỗ. Cút, cho ta cút. Hiên Viên Mặc Tà nghiêm nghị gầm lên. Ừ. Trưởng lão kia mặt tràn đầy sợ hãi, cúi đầu thối lui ra đại điện. Hiên Viên Mặc Tà rất ít phát lớn như vậy nóng nảy, có thể gặp Viêm Thiên Long Thần đối với hắn trọng yếu bực nào. Thiên Lang. Hiên Viên Mặc Tà thanh âm trầm tĩnh lại, hướng hư không phát ra kêu gọi. Cung chủ đại nhân, Thiên Lang ở. Cả người phi giáp đen, giữa eo bái phục đao, ấn đường dài một viên thụ nhãn nam tử, biến dạng hư không ra. Nam tử này, trên mình hiện đầy yêu khí. Cái này yêu khí, và một sừng hạn bạt, hắc sát ma hạt giống nhau như đúc. Hắn lại có thể cũng là thượng cổ đại hung. Một trong thập đại hung thú, ba mắt Thiên Lang, lại có thể tu luyện thành hình người, đi theo ở Hiên Viên Mặc Tà bên người. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, người đi tra rõ Viêm Thiên Long thần tung tích. Hiên Viên Mặc Tà hơi có điểm mệt mỏi, nói. Cung chủ đại nhân. Thiên Lang thân thể chớp mắt, hóa thành bóng đen, tiêu trừ ở trong hư không. Hắn thân phận đặc biệt bí mật, ở Thiên Đạo Cung bên trong, cơ hồ không người nào biết hắn tồn tại. Hắn một mực bảo vệ ở Hiên Viên Mặc Tà quanh thân hắc ám trong hư không. Nhưng bây giờ vì điều tra rõ Viêm Thiên Long thần tung tích, Hiên Viên Mặc Tà lại có thể cầm hắn phái đi ra ngoài. Hình ảnh quay về. Linh Võ Đại Lục, Huyền Nguyệt Tông. Làm Dư Thịnh nghe được Diệp thần câu nói kia, 726 chiêu sau đó, ngươi, thất bại. Hắn chán gân xanh cuồng loạn, cặp mắt bên trong, tia máu phân bố. Hắn giận tới cực điểm. Phế vật này đang nói gì? Rõ ràng nhận chịu hơn trăm lần công kích, đều phải đến cực hạn, còn dám tiếp tục gắn. Ở hắn xem ra, Diệp thần hiện tại hẳn muốn khuất phục, cầu xin tha thứ à. Nhưng mà đâu? Diệp thần, lại vẫn muốn thắng. Thậm chí, liền dùng nhiều ít chiêu, đánh bại mình, cũng nói chính xác đi ra. Làm thật tốt xem thật có thể làm được như nhau. Diệp thần loại thái độ này, Dư Thịnh như thế nào có thể chịu được? Một khắc sau, Dư Thịnh quát lên một tiếng lớn nói, đừng nói hơn 700 chiêu, bổn tôn cũng muốn xem, ngài có thể hay không ở trên tay ta, chống đỡ trên 30 chiêu. Chết! Một tiếng long ngâm, vang khắp cửu tiêu, kim quang bạo tránh, một thương đánh ra. Diệp thần khóe miệng,
nâng lên một nụ cười châm biếm, cái này một thương cùng hắn dự liệu bên trong, hoàn toàn giống nhau. Sát kiếm trên tia máu, bỗng nhiên bùng nổ, chân võ ý, gào thét ra. Một đạo kinh thiên kiếm quang, giống như ma tay thần vậy, hướng vậy kèm theo thương ý mà đến long hồn, chấn áp đi. Kiếm súng đánh nhau ngay tức thì, Dư Thịnh gương mặt bên trên, chợt thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Như vậy để cho hắn cảm giác không thoải mái, lại trở về. Nhưng mà, cái này, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ ba. Vậy nặng nề, hàm chứa hủy diệt mộ đạo kiếm quang, như vũ vậy hướng Dư Thịnh, chiếu nghiêng xuống. Giờ khắc này, Dư Thịnh sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản, vậy loáng thoáng không thoải mái, đã biến thành thực chất. Diệp Thần mỗi ra một đạo, Dư Thịnh đang trong chiến đấu, liền bị động một phần, dần dần, Dư Thịnh, đã hoàn toàn lâm vào Diệp Thần công kích tiết tấu bên trong. Thứ 200 kiếm thời điểm, Dư Thịnh đã hoàn toàn bị Diệp Thần nơi áp chế, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Thứ 400 kiếm thời điểm, Dư Thịnh thương thế trên người, càng ngày càng nặng, những cái kia ban đầu, nhìn như không đáng nhắc tới thương nhẹ, dần dần, nhưng trở thành chiến đấu bên trong, vô cùng gánh nặng nặng nề. Dư Thịnh diễn cảm, vậy từ lúc mới bắt đầu ung dung, cho tới bây giờ ngưng trọng cùng khẩn trương. Hắn lại là theo bản năng, âm thầm tính toán Diệp Thần ra chiêu số lần. 701 kiếm, 710 kiếm, 720 kiếm. Theo Diệp Thần xuất thủ số lần, hướng 736 chiêu đến gần, Dư Thịnh thần sắc, càng ngày càng sợ hãi, cả người máu, cũng băng lạnh xuống, thần kinh căng thẳng bên trên, thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Rốt cuộc, thứ 736 kiếm. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, một đạo băng hàn cực kỳ, có lũ lũ hắc khí, lượn lờ trên đó kiếm phong, hung hãn đụng vỡ Dư Thịnh trong tay hoàng kim trường thương, hướng ngực chém xuống. Dư Thịnh trên gương mặt, vậy sợ hãi, căng thẳng, hoàn toàn biến thành sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một quả ngọc bội, từ nơi ngực bay ra, bộc phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, hóa là một đạo màn sáng, đem Dư Thịnh bảo vệ ở hắn hạ, ngọc bội này, bất ngờ cũng là một kiện cường đại phòng ngự pháp khí. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại lực lượng cùng khí tức hủy diệt, điên cuồng ăn mòn màu trắng kia màn sáng, vậy nhìn như vô cùng ngưng thực ánh sáng màu trắng mạc bên trên, ngay tức thì xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Rắc rắc, cho dù là đạo khí này, cũng không cách nào hoàn toàn đem Diệp Thần công kích phòng ngự ở. Một tiếng hét thảm vang vọng, Dư Thịnh ngực, máu tươi giàn giụa, Diệp Thần kinh khủng kia một kiếm, ngay tức thì đem hắn toàn bộ ngực biến dạng, liền ngay cả tim, đều bị chém vì hai nửa. Nếu không phải là có vậy đạo khí bảo vệ, lúc này Dư Thịnh, đã sớm chết được không thể chết lại à. Hắn cả thân hơi thở, nhanh chóng suy bại xuống, cả người thực lực, mười chưa đủ một. Lấy hắn trạng thái bây giờ, căn bản, không thể nào là Diệp Thần đối thủ. Nói cách khác, Dư Thịnh, đánh bại. Hơn nữa, để cho người sống lưng lạnh cả người phải, hắn, tránh thật tốt bị Diệp Thần lấy 736 kiếm nơi đánh bại. Một kiếm không nhiều, một kiếm không thiếu. Cái này, làm sao có thể? Dư Thịnh, rung động đến óc đều phải bốc hơi. Cho dù lấy xuất thân vực ngoại và thượng giới Dư Thịnh, đối với võ đạo hiểu mà nói, đều là không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này, ở vực ngoại và thượng giới, hắn cũng chưa bao giờ nghe à. Lúc này, Diệp Thần thiên yêu thân thể, vậy tới cực hạn, không cách nào duy trì, cái này cũng ở Diệp Thần tính toán bên trong. Hắn thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Dư Thịnh nói, ta nói qua, 736 chiêu, ngươi, tất bại. Dư Thịnh ánh mắt run rẩy nhìn Diệp Thần, đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt thoáng qua lau một cái đau lòng vẻ, vung tay lên, một đạo màu máu xiềng xích, vô căn cứ bay ra, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Mà Dư Thịnh mình, chính là ngay tức thì xé không gian, trốn nhập không gian lối đi bên trong. Huyết sắc kia xiềng xích là vô cùng là hiếm thấy trói buộc loại pháp khí, cho dù ở vực ngoại và thượng giới, cũng là giá trị không rẻ vật, nhưng, hiện tại Dư Thịnh vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể dùng món đồ này tạm thời kéo Diệp Thần bước chân. Màu máu ánh sáng rực rỡ kích động, vậy xiềng xích đón gió mà dài, lại là biến thành một đạo ùn ùn kéo đến màu máu cạm bẫy.
Diệp Thần ngưng mắt nhìn huyết sắc kia cạm bẫy, trên mặt hiện lên một chút cười nhạt, tiện tay một kiếm, hướng huyết sắc kia cạm bẫy chém tới, hủy diệt mộ đạo hơi thở, ngay tức thì tràn ngập. Vậy nhìn như tựa như có thể đem thiên địa cũng phong ấn trong đó to lớn cạm bẫy, lại là ở đó khí tức hủy diệt bên trong, liền một cái hô hấp cũng không có kiên trì đến, liền phá vỡ một cái chỗ rách. Diệp Thần thân hình động một cái, ngay tức thì từ trong đó xuyên qua. Món đồ này, có lẽ thực lực so Diệp Thần cao hơn một chút võ giả cũng không cách nào thoát khỏi dễ dàng hắn trói buộc, nhưng, đáng tiếc là, Dư Thịnh gặp phải là Diệp Thần. Hủy diệt mộ đạo, có thể nói là hết thảy phong ấn, trói buộc lực lượng khắc tinh. Một khắc sau, Diệp Thần liền ở vết nứt không gian biến mất trước một giây, tiến vào trong đó. Không gian đường hầm bên trong, nguyên bản sắc mặt hơi thanh tĩnh lại Dư Thịnh, chợt cảm giác được sau lưng xuất hiện một đạo tuyệt cường khí tức, hắn khó có thể tin quay đầu lại, còn người ngay tức thì co rúm lại, Diệp Thần lại là nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Vốn là, chỉ cần một nén nhang công phu, Dư Thịnh thì có lòng tin thoát đi Linh Võ Đại Lục, trở lại vực ngoại và thượng giới, mặc dù Linh Võ Đại Lục và thần quốc đã bị vị diện lực nơi phong ấn, nhưng, hắn có thủ đoạn đặc biệt để cho những thứ này phong ấn, giống như không có tác dụng. Mà Diệp Thần, cho dù có thể tìm được cụ thể phương vị, vậy bởi vì hắn cũng không phải là xuất thân thượng giới và vực ngoại, bị vị diện lực bài xích, không cách nào cưỡng ép xông vào. Có thể, để cho Dư Thịnh không cách nào tiếp nhận phải, hắn vậy kiện vô cùng vật chân quý, lại là liền trong khắc thời gian này, cũng tranh không lấy được à. Dư Thịnh gương mặt bên trên, ngay tức thì không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh cuồng mạo, đem áo khoác cũng hoàn toàn làm ướt. Hắn hiện tại đã bị thương, thực lực đại giảm, phương diện tốc độ căn bản không cách nào cùng Diệp Thần như nhau, ngay trước mắt, Diệp Thần liền muốn đến gần sau lưng. Diệp Thần trong mắt, sát ý sôi trào, trường kiếm trong tay, chậm rãi giơ lên, giống như thu hoạch sinh mạng u minh khí. Cảm nhận được chết bóng mờ, dần dần ép tới gần, Dư Thịnh tâm thần, xu hướng tại tan vỡ, hắn bỗng nhiên cuồng loạn gào thét nói, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Lãnh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh gia, Diệp Thần động tác trong tay vừa chậm, trường kiếm không có rơi xuống, mà là hơi híp cặp mắt, đưa mắt nhìn Dư Thịnh. Cái này Lãnh gia, chẳng lẽ chính là vực ngoại thiên ma xâm lấn bàn tay đen sau màn. Diệp Thần muốn từ Dư Thịnh trong miệng hơn đạt được một ít tình báo hữu dụng. Dư Thịnh thấy vậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ như điên nói, không tệ. Chính là Lãnh gia, tiểu tử. Ta nói thật nói cho ngươi, Lãnh gia nhưng có một vị đế uyên điện trưởng lão. Diệp Thần con ngươi đột nhiên co rúm một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đế uyên điện lại xuất hiện. Lâm Tuyệt Long nhắc qua đế uyên điện. Bây giờ lại xuất hiện đế uyên điện. Đế uyên điện rốt cuộc là cái gì tổ chức? Lại cùng thần quốc có cái gì bất hòa? Thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt, hơn nữa cái này đế uyên điện. Rốt cuộc ở bàn cờ này bên trong đóng vai dạng gì nhân vật. Dư Thịnh gặp Diệp Thần do dự, hắn mặt mũi, dần dần càn rỡ, châm chọc đứng lên, ánh mắt vậy bộc phát oán độc nói, thằng nhóc, từ ngươi đạt được Tử Tiêu Thạch một khắc kia, liền tương đương với tuyên cáo cái chết của mình hình, có ít thứ, không phải ngươi có tư cách có. Lãnh gia khủng bố, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, coi như giết ta, ngươi cho là có dùng. Vẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá mà. Dư Thịnh đột nhiên có chút làm bộ cười một tiếng nói, ngươi thực lực, ngược lại là rất tốt, cho dù đến vực ngoại và thượng giới, tu luyện đầy đủ thời gian, vẫn đủ tươi đẹp, ngược lại là một cái có tư cách gia nhập người Lãnh gia mới. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể nghĩ biện pháp, cầm ngươi mang tới vực ngoại đi, không chỉ có thể tránh thoát diệt thế tai ương, đồng thời, còn có thể trực tiếp gia nhập Lãnh gia, đối với ngươi mà nói, nhưng mà một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội à. Diệp Thần nghe vậy, nhàn nhạt nói có phải hay không tốt cơ hội, ta không biết, nhưng, người không có cơ hội mang ta tiến vào Lãnh gia. Bởi vì, người biết chết ở chỗ này. Một khắc sau, Diệp Thần trường kiếm trong tay động một cái, liền đối với Dư Thịnh hung hăng chém xuống. Có thể đối mặt một kiếm này, Dư Thịnh mặt mũi, nhưng là hiện đầy rừng dưng ý, hoàn toàn không có mới vừa rồi sợ hãi, cũng chỉ ở trường kiếm sắp đánh trúng Dư Thịnh ngay tức thì. Trước người của hắn bóng người chớp mắt, một đạo phỉ thúy vậy bích quang lững lờ gian, đem Diệp Thần một kiếm này, hoàn toàn chặn.
Dư Thịnh uy nghiêm cười một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi không phải nói bổn công tử phải chết ở chỗ này sao? Ừ, ngươi lấy là từ bổn công tử trên mình lấy được rất nhiều tình báo. Ha ha! Diệp Thần lúc này, nhưng là đem sự chú ý, hoàn toàn đặt ở đột nhiên này xuất hiện người đàn ông trung niên trên mình. Cái này người trung niên, nhìn qua tựa hồ khá là nho nhã, mặt mũi phổ thông, màu da hơi đen, chỉ là trong mắt hắn, nhưng cho một loại vô cùng cổ xưa, cảm giác tang thương. Có thể Diệp Thần lại biết, cái này người trung niên tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cảm thụ người trung niên trên người tán phát ra uy áp kinh khủng, Diệp Thần trực giác, đang điên cuồng gầm thét. Để cho hắn cách xa trước mắt tên này người trung niên. Cái này người trung niên, lại là một người chân chân chính chính thiên thần cảnh 6 tầng thiên cường giả. Hơn nữa, hắn quanh thân cũng dính linh võ đại lục hơi thở, hiển nhiên, không phải cái gì thượng giới và vực ngoại người. Hắn là một người đến từ linh võ đại lục bản thổ thiên thần cảnh tầng 6 thiên võ người à. Điều này sao có thể? Linh võ đại lục làm sao có thể có thứ nhân vật như vậy ẩn núp? Không khoa học à. Nhưng, Diệp Thần nhưng là không có chút nào cao hứng, ngược lại, vô cùng là tức giận. Một người linh võ đại lục thiên thần cảnh 6 tầng thiên cường giả, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể ngăn cản Dư Thịnh hạ xuống, thậm chí, liền vậy đến nay còn núp ở nơi nào đó ma hồn cũng có thể tiện tay chu diệt chứ. Có thể trước mắt nam tử, nhưng là cũng không có làm gì, không chỉ có như vậy, hiện tại, hắn lại vẫn nhảy ra ngăn cản mình chém chết Dư Thịnh. Như vậy, giải thích cũng chỉ có một. Người này, hiển nhiên đã phản bội gia viên mình, phản bội linh võ đại lục và thần quốc vô số đồng bào, cùng cái gì đó lãnh ra người đồng lưu hợp ô, làm lãnh ra một con chó. Dư Thịnh cười lạnh nói, thằng nhóc, hắn tên là Triệu Thiêm, là các ngươi linh võ đại lục duy nhất từ thời kỳ thượng cổ sống sót người bảo vệ, cơ hồ cùng linh võ đại lục căn nguyên lực đồng hóa tồn tại, ngươi cảm thấy, mình hiện tại còn giết được chết ta sao? Hắn không chỉ ở linh võ đại lục có thân phận, ở thần quốc cũng có thân phận đặc thù nha. Hắn tự nhiên sẽ không thật muốn mang Diệp Thần đi vực ngoại, xem Diệp Thần như vậy xuất thân người, tại sao có thể và hắn Dư Thịnh ngồi ngang hàng. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, hắn quả thật từ trên người đối phương cảm nhận được cùng Đồ Lan Tâm tương tự hơi thở, lửa giận trong lòng, cháy được hơn nữa kịch liệt. Thân là người bảo vệ, Triệu Thiêm nghĩa vụ là bảo vệ thần quốc và linh võ đại lục. Nhưng mà đâu? Hiện tại, nhưng ngược lại thành gian tế. Thành đem linh võ đại lục đẩy vào hủy diệt vực sâu đồng lõa. Một mực yên lặng không nói Triệu Thiêm, đột nhiên đối với Dư Thịnh nói, Dư công tử, để cho ta xuất thủ giá phải trả, người hẳn rõ ràng đi. Dư Thịnh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái túi đựng đồ bay hướng Triệu Thiêm, trên mặt là vô cùng đau lòng thần sắc. Cái này Triệu Thiêm chỉ tính cái lợi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn để cho hắn ra tay. Triệu Thiêm nhận lấy túi đựng đồ sau đó, mở miệng nói, Dư công tử, ngươi rời đi đi. Rời đi. Dư Thịnh cười lạnh nói, Triệu Thiêm, đem thằng nhóc này giết, bổn công tử sẽ rời đi. Triệu Thiêm nhưng lắc lắc đầu nói, Dư công tử, ta ra tay chỉ là vì bảo đảm ngươi an toàn mà thôi, cũng không phải là muốn thay ngươi giết người. Dư Thịnh sững sốt một chút, ngay sau đó phẫn nộ quát, Triệu Thiêm, ngươi có ý gì? Cầm tiền. Không làm việc. Triệu Thiêm thờ ơ nói, Dư công tử, nếu không phải ta mới vừa ra tay, ngươi đã chết, ta là linh võ đại lục và thần quốc người bảo vệ, không phải sát thủ. Dư Thịnh hung hãn trợn mắt nhìn Triệu Thiêm một mắt, không nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử, nhưng ở hai người trong tai vang vọng. Ta, để cho ngươi đi rồi chưa? Một đạo tuyệt mạnh sát ý. Từ Diệp Thần trong cơ thể, gào thét ra, hắn giống như một đầu thượng cổ ma thú vậy, ánh mắt rét lạnh ngưng mắt nhìn hai người, như vậy tồn tại, thì như thế nào? Ngày hôm nay, chỉ muốn ngăn cản hắn chém chết Dư Thịnh người, đều phải chết. Triệu Thiêm nhìn một cái, mặt không thay đổi nói, Diệp Thần, người rất ưu tú, tiềm lực vô hạn, nhưng, làm người nên biết tiến thối. Biết tiến thối? Diệp Thần cười, người cái không biết xấu hổ phản đồ. Ở chỗ này gắn cái gì? Còn muốn bắt chước cao nhân tiền bối hình dáng, đối với ta giảng đạo. Ha ha, ngươi xứng sao?
Ngươi thân là thần quốc và linh võ đại lục người bảo vệ, vực ngoại người tùy ý xâm lược linh võ, ngươi nhưng coi mà không gặp, thiên ma ở thần quốc tỉnh lại, nếu không phải quản, toàn bộ thần quốc và linh võ đại lục, đều đưa sinh linh đổ thán, ngươi vẫn coi mà không gặp, đây chính là ngươi cái gọi là biết tiến thối. Ngày hôm nay, ngăn ở ta người trước mắt, đều phải chết. Cái này Triệu Thiêm thật là để cho Diệp Thần muốn ói. Rõ ràng là vì lợi ích, làm phản đồ, còn muốn giả vờ ra một bộ đường đường chính chính hình dáng, ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ha ha, làm hắn Diệp Thần là trẻ con 3 tuổi đâu. Triệu Thiêm nhìn như đang ngăn trở hắn cùng Dư Thịnh chiến đấu, đang khuyên chiếc tựa như được, có thể trước, Diệp Thần bị Dư Thịnh nhiều lần trọng thương thời điểm, cái này Triệu Thiêm lại ở nơi nào. Hiện tại, Dư Thịnh không địch lại mình, muốn chạy trốn, Triệu Thiêm liền chạy ra ngoài khuyên can. Thật đúng là biết tiến thối à. Dư Thịnh nghe vậy, ngược lại cười, mừng rỡ cười, hắn biết Diệp Thần không biết sống chết, nhưng mà, không nghĩ tới Diệp Thần không biết sống chết đến loại này. Dư Thịnh cố làm vô tội nhìn về phía Triệu Thiêm nói, Triệu Thiêm, ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Thiêm nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào, mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi tu võ thiên phú, rất rung động, ta sống mấy chục ngàn năm, ngươi là ta gặp qua nghịch thiên nhất yêu nghiệt, đáng tiếc, ngươi tầm mắt quá hẹp hòi, xem ngươi người như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, tư chất khá hơn nữa, vậy định trước sống không lâu dài. Ngươi hỏi ta tại sao không ngăn cản Dư Thịnh hạ xuống, tại sao không đem thiên ma tiêu diệt? Ta nói cho ngươi, coi như ta ngăn cản, linh võ đại lục và thần quốc, vẫn muốn hủy diệt, có một số việc cũng không phải là ngươi cố gắng, là có thể thay đổi, lãnh ra lực lượng không có người có thể chống lại, hiểu không? Ngăn cản một cái Dư Thịnh, còn sẽ có hàng triệu vạn Dư Thịnh, chém giết một đầu thiên ma, còn sẽ có hàng triệu vạn con thiên ma. Dẫy dụa vô nghĩa. Bất quá là không thấy rõ thực tế ngu xuẩn thôi. Diệp Thần cặp mắt, hoàn toàn đỏ, dường như muốn nhỏ máu vậy. Cái này Triệu Thiêm quá không biết xấu hổ. Mình làm phản đồ, buông xuống tự ái cùng nguyên tắc, ngược lại, còn xem thường những cái kia vì thần quốc và linh võ đại lục mà chiến, vì chống cự diệt thế tai ương mà liều mạng võ giả. Hắn hết thảy, đều là mảnh đất này cấp cho, Triệu Thiêm không hiểu được cảm ơn, cũng được đi. Còn mẹ hắn cầm phản bội nói được chuyện đương nhiên. Đây chính là cái gọi là vô ơn chứ. Diệp Thần lửa giận, cơ hồ đều muốn biến thành thực chất. Triệu Thiêm, Dư Thịnh, còn có vậy lãnh gia, toàn bộ đều đáng chết. Âm một tiếng, một đạo tuyệt mạnh yêu khí và luân hồi hơi thở, lần nữa dâng lên, Diệp Thần lại là không để ý cắn trả, cưỡng ép phát động thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch. Hắn cả người da thịt đều hóa thành đỏ tươi vẻ. Bề mặt bên trên, thậm chí bốc hơi lên dậy cuồn cuộn hơi nóng, tựa như máu đều phải sôi trào vậy. Cưỡng ép duy trì loại trạng thái này, đối với Diệp Thần thân thể, tác dụng phụ cực lớn. Có thể, bây giờ Diệp Thần không để ý hết thảy. Úng, bóng, Diệp Thần đột nhiên mở miệng. Một cái cổ xưa âm tiết, từ cổ họng hắn bên trong phát ra ngoài. Cái này âm tiết, tràn đầy thiên địa sơ khai hồng hoang hơi thở. Cổ xưa, thần bí, huyền ảo, không thể ngửa mặt trông lên. Diệp Thần cả người mỗi một khối xương cốt, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông, đều ở đây chấn động. Cái này âm tiết, không phải đơn thuần dùng cổ họng phát ra, mà là điều động toàn thân lực lượng. Thậm chí mang một chút luân hồi lực và thiên yêu lực. Rào, trong hư không, nổi lên tầng tầng rung động. Âm tiết phá đánh ra, lại có thể dung chuyển hư không. Úm, bá, đâu, bá, be be, ỏ, ô, ba, cuồn cuộn không dứt âm tiết, điên cuồng chấn động ra. Cuồng bạo âm sát hơi thở, hóa thành phi đao, lợi kiếm, tên, tu la, gai xương vân. Vân khí tượng, ùn ùn kéo đến chào đánh ra. Dư Thịnh và Triệu Thiêm thần sắc đột nhiên biến đổi, lại là đồng loạt kinh hô, hồng mông cổ pháp. Làm sao có thể? Bọn họ đối với hồng mông cổ pháp quen thuộc, cái này căn bản không có thể xuất hiện ở linh võ đại lục à. Triệu Thiêm con người đông lại một cái, ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bước ra, sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần. Hắn lại dùng người bảo vệ huyết mạch trái tới ngăn cản Diệp Thần. Đây đối với hắn căn cơ cũng có ảnh hưởng à.
Một khắc sau, một đạo đồ sộ thuẫn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chặn lại âm sát hơi thở. Âm. Đồ sộ thuẫn vỡ vụn, đợt khí chấn động. Diệp Thần và Triệu Thiêm lại đồng loạt lui về phía sau. Mà Diệp Thần lui càng nhiều. Hơn nữa khóe miệng xuất hiện một chút máu. Lại bị thương. Giờ phút này, Diệp Thần vô cùng ngưng trọng. Quá nguy hiểm. Dù là hắn kêu gọi bất diệt Long Đế, vậy không nhất định là người trước mắt đối thủ. Kiếm hồn tiền bối, nếu như ta tháo ra ngươi phong ấn, có thể chém chết cái này Triệu Thiêm sao? Cùng Dư Thịnh đánh một trận lúc đó, kiếm hồn đã căn bản lấy được Diệp Thần tín nhiệm. Kiếm hồn trầm mặc chốc lát nói, thằng nhóc, lấy ngươi bây giờ hủy diệt mộ đạo, thật ra thì lấy cắn trả giá phải trả, chỉ có thể tháo ra phong ấn 10%, như vậy thứ nhất. Ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng đối phương thực lực đánh một trận, nhưng mà, đối phương là thần quốc và linh võ đại lục người bảo vệ, ở mảnh đất này, đối phương thực lực, thậm chí còn có thể cao hơn một cái nấc thang, ta cũng không có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thắng. Thành thật mà nói, hiện tại, tạm thời rời đi, là ngươi tốt nhất lựa chọn. Kiếm hồn vừa nói, mặt đẹp bên trên, lại là hiện lên một nụ cười nói, bất quá, mặc dù là tốt nhất lựa chọn. Nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng là vĩnh viễn sẽ không làm lựa chọn, phải không? Rất giống. Tên này kêu Diệp Thần người tuổi trẻ, cùng năm đó cái đó lấy sức một mình, tàn sát vạn thần tồn tại, thật rất giống. Như nhau như vậy ngạo, như nhau điên như vậy cuồng. Cũng giống vậy, tràn đầy mị lực. Diệp Thần cười nói, không sai, không giết cái này hai người, không đủ để bình ta mối hận trong lòng. Dù là ta bỏ ra bất cứ giá nào. Kiếm hồn cười nói, rất tốt, bất quá, đang mở ra ta phong ấn trước, ngươi còn có một việc phải làm. Chuyện gì? Cái này sinh tử tồn vong giây phút, còn có việc phải làm. Kiếm hồn nói, ta muốn truyền cho ngươi một môn kiếm pháp, tên là Diệt Thiên Kiếm Quyết, ngươi chỉ có đem cửa này kiếm quyết học biết, mới có thể lớn hơn trình độ phát huy ra hủy diệt mộ đạo lực lượng, mới thật sự có cơ hội, chiến thắng cái này Triệu Thiêm. Diệp Thần ngẩn người. Bây giờ còn có thời gian lĩnh ngộ kiếm pháp. Kiếm hồn nói, dĩ nhiên, không phải để cho ngươi ngồi xuống tới hiểu, mà là đang trong chiến đấu, đem thông hiểu đạo lý. Tiếp theo, dựa theo ta chỉ thị ra tay, phải không kém chút nào, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, ngươi đều sẽ chết. Diệp Thần nghe vậy, liếm môi một cái, ở như vậy tuyệt cảnh trước mặt, lại là lộ ra vẻ mỉm cười nói, bắt đầu đi. Kiếm hồn nói, kiếm thứ nhất. Công hướng đối phương eo trái ba sườn ba tấc chỗ. Một khắc sau, Diệp Thần động, giống như một đạo như cuồng phong, ngay tức thì hướng Triệu Thiêm, cuộn sạch đi. Tầng 7 huyết quang bùng nổ, phá thiên lực mãnh liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập. Cái này đem toàn bộ không gian đường hầm, cũng chấn động được xu hướng tại hỏng mất kinh thế một kiếm, giống như sấm sét như tia chớp, trong thoáng qua, liền hướng Triệu Thiêm eo của chém tới, cùng kiếm hồn nơi chỉ thị vị trí. Không kém chút nào. Triệu Thiêm thấy vậy, hừ lạnh một tiếng nói, vốn là, ta nể tình ngươi tư chất trên, còn muốn thả ngươi một con đường sống, có thể nếu ngươi tự tìm chết mà nói, liền không trách ta. Nguyên bản, ở Triệu Thiêm xem ra, Diệp Thần sống chết, và hắn một chút quan hệ cũng không có, nếu như một chỉ con kiến hôi, hắn có thể lại thuận tay tiêu diệt, nhưng mà, Diệp Thần là con kiến hôi sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp Thần ở linh võ đại lục và thần quốc, con đường đi tới này, sáng lập vô số kỳ tích, muốn không đưa tới Triệu Thiêm chú ý cũng không thể. Có thể càng nhìn chăm chú Diệp Thần, Triệu Thiêm liền càng cảm thấy kinh hãi. Diệp Thần thậm chí để cho hắn cảm thấy vẻ sợ hãi. Tại sao? Bởi vì, hắn không thấy được Diệp Thần cực hạn chỗ. Mỗi lần, hắn cũng lấy là Diệp Thần lâm vào tất xiết liền cục, có thể kết quả thế nào? Một lần lại một lần ra dự liệu, một lần lại một lần đột phá cực hạn. Đổi thành võ giả khác, đã sớm chết trên trăm ngàn lần liền chứ. Có thể Diệp Thần, còn sống. Mặc dù Triệu Thiêm, chưa thấy được Diệp Thần có thể chiến thắng mình, dẫu sao, thiên thần cảnh cùng không thiên thần cảnh chênh lệch, giống như con kiến cùng thiên long vậy. Nhưng, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn chẳng ngờ đối mặt xem Diệp Thần như vậy quỷ dị đối thủ. Bất quá. Nếu muốn giết, vậy sẽ phải triệt để đem đối phương tiêu diệt. Một khắc sau, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Triệu Thiêm trong tay.
một chuôi toàn thân giống như màu tím bảo ngọc chế thành, tô điểm 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 tinh quang, hoa mỹ vô cùng trường kiếm. Cái này trường kiếm là một chuôi đạo khí. Trong nháy mắt, thương cổ, man hoang, rộng rãi kiếm ý, ở nơi này trong hư không dạo dực, đạo kiếm ý này, thậm chí để cho người sinh ra một loại ảo giác, một loại phảng phất trở lại viễn cổ ảo giác. Kiếm ý này, tuyệt mạnh. Thậm chí, còn phải xa xa mạnh hơn Dư Thịnh thương ý. Liên liên Dư Thịnh, nhìn Triệu Thiêm đều là mặt hiện sợ hãi vẻ, ở kiếm ý này bên trong, hắn cảm giác cho dù là khỏe hẳn trạng thái mình, cũng không có bất kỳ sức chống cự. Người bảo vệ lại có lớn như vậy lực lượng gia trì. Đây là một đạo tựa như lắng đọng, mài liền mấy chục triệu năm trình độ cao nhất kiếm ý. Đen nhánh trường kiếm cùng Tử Ngọc Bảo Kiếm, ầm ầm đụng nhau. Mạnh mẽ kiếm ý, ngay tức thì đem Diệp Thần thân thể biến dạng, oanh bay, mấy đạo cơ hồ phải đem Diệp Thần chém số lượng đoạn vết thương ghê rợn, khác ở hắn trên thân hình, vô tận máu tươi tự nhiên ra, giống như một đạo dòng nước chảy ở trong hư không sông máu. Có thể, cái này chí mạng vết thương lại là thật nhanh khép lại. Mà Diệp Thần ở nhận chịu một kiếm kinh khủng như vậy sau đó, lại vẫn là quên mình hướng Triệu Thiêm công tới. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng vang lớn, không ngừng ở trong hư không vang vọng, Diệp Thần thân thể vô số lần tan vỡ. Nhưng, hắn cũng dựa vào thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, vậy ngoan cường sinh mệnh lực, chống đỡ xuống. Hắn một bên duy trì thế công, óc bên trong nhưng là đang không ngừng thôi diễn, lĩnh hội trước cái này diệt thiên kiếm quyết. Hắn mỗi một lần ra tay, cũng hơn nữa ngắn gọn, mỗi một kiếm cũng nặng hơn. Triệu Thiêm khẽ cau mày, tiểu tử này kiếm pháp làm sao càng ngày càng sắc bén. Dần dần, Diệp Thần trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù còn không có tương diệt thiên kiếm quyết, hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng, lúc này Diệp Thần đã có thể cảm nhận được môn vũ kỹ này mạnh mẽ. Bất quá, hắn biết muốn chiến thắng Triệu Thiêm ước chừng dựa vào diệt thiên kiếm quyết, nhưng là xa xa không đủ, đừng xem hắn hiện tại thật giống như và Triệu Thiêm đánh được có tới có lui, trên thực tế và Diệp Thần một phương diện bị Triệu Thiêm nghiền ép vậy không có bao nhiêu khác biệt. Nói cho cùng, hắn chỉ là dựa vào gần như không chết sinh mệnh lực đang chống cự mà thôi. Diệp Thần trạng thái thân thể, lúc này đã rất hỏng bét rất hỏng bét. Mình lần kế ra tay, thân thể hoàn toàn tan vỡ. Hóa là xương máu tiêu tán, hắn cũng không biết kỳ quái. Nhưng, dù vậy, Diệp Thần thế công, nhưng không dừng lại chút nào, chần chờ. Do dự, liền sẽ bại trận. Một kiếm này, chém về phía hắn con mắt trái, dưới mi một tấc vị trí. Một kiếm ra, hàn mang như biển, nhưng đột nhiên bây giờ, Diệp Thần kiếm quang bên trong, một kiếm hắc quang, dần dần ngưng tụ. Sát kiếm bên trong kiếm hồn cảm ứng được hắc quang này xuất hiện, hơi ngẩn ngơ sau đó, lạnh như băng mặt đẹp bên trên, cũng là không khỏi hiển lộ đại hỉ vẻ. Thành, Diệp Thần, lại là trong thời gian ngắn ngủi như thế, hơn nữa, vẫn là ở tùy thời đều sẽ chết mất chiến đấu bên trong, tương diệt thiên kiếm quyết luyện thành. Tốc độ này, thậm chí xa xa vượt quá kiếm hồn dự liệu. Sắp đến không tưởng tượng nổi. Ngay cả mình đều là có chút kinh ngạc. Xung động, liền hắn tự mình cũng không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy nắm giữ cái này diệt thiên kiếm quyết. Cái này diệt thiên kiếm quyết mơ hồ lại là cho hắn một loại khá là cảm giác quen thuộc, hết thảy cũng giống như là nước chảy thành sông vậy. Triệu Thiêm đối mặt một kiếm này, nhưng không có gì đặc biệt phản ứng, vẫn xem trước vậy, giơ lên vậy Tử Ngọc Trường kiếm hướng Diệp Thần một kiếm này phong đi. Hắn, cũng không nóng nảy. Triệu Thiêm đối với Diệp Thần thực lực. Đủ loại lá bài tẩy, hậu thủ, có thể nói đều là khá vì rõ ràng, thậm chí cả ngày yêu thân thể có thể duy trì cực hạn thời gian cũng rõ ràng. Hắn biết dưới mắt Diệp Thần bất quá là dựa vào thiên yêu thân thể mạnh chống đỡ thôi, chỉ cần thiên yêu thân thể không cách nào duy trì, Diệp Thần cũng sẽ bị hắn giết trong chớp mắt. Cái này thời gian sẽ không quá lâu. Nhưng mà, ở Tử Ngọc Bảo Kiếm cùng đen nhánh trường kiếm va chạm ngay tức thì, Triệu Thiêm nhưng là chợt con ngươi co rúm một cái. Tại sao có thể như vậy? Một kiếm này cho hắn cảm giác cùng trước kia Diệp Thần công kích song toàn không cùng à? Nguyên bản, vậy như có như không khá là yếu hủy diệt mộ đạo lại là ngay tức thì ngưng tụ. Cái này đông lại một cái thực, liền để cho một kiếm này lực công kích lấy hình học lần chợt tăng. Không tốt. Triệu Thiêm khẽ quát một tiếng,
Tử Ngọc bảo kiếm bên trên, ánh sao lớn thả, đồng thời, hắn lại là không chút do dự trực tiếp buông tha trường kiếm trong tay, thân hình về phía sau, cực nhanh bay vút. Mà trên trường kiếm, ánh sáng run lẩy bẩy, Triệu Thiêm lại là muốn trực tiếp để cho chuôi này đạo khí tự bạo để che hạ Diệp Thần lần công kích này. Nhưng vào lúc này, sát kiếm bên trong kiếm hồn, nhưng là quát to, thằng nhóc, chính là hiện đang mở ra ta phong ấn. Nếu không ngươi biết chết. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, một đạo hủy diệt mộ đạo bơm vào nhập sát kiếm bên trong, hóa là một chuôi đen nhánh trường kiếm hướng về phía kiếm hồn quanh thân vậy đạo đạo xiềng xích, hung hăng chém xuống. Trong vô hình, chấn động cùng nhau, 10 cây xiềng xích bên trong một cây biến thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán. Một đạo làm người sợ hãi hơi thở, đột nhiên từ sát kiếm bên trên bay lên. Triệu Thiêm cùng Dư Thịnh đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ đầu óc bên trong mơ hồ vang lên một đạo vô cùng là lạnh như băng cô gái tiếng cười, làm người ta không lạnh mà run. Mà đây đạo hơi thở xuất hiện đồng thời, sát kiếm bên trên một đạo ác liệt tới cực điểm ý vận, đột nhiên bùng nổ. Nguyên bản cũng đã uy lực tăng lên gấp bội một kiếm, nháy mắt, hắn ác liệt chỗ, cao hơn một tầng thứ. Đây chính là kiếm hồn lực lượng. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua khó tin thần sắc. Một kiếm này khủng bố. Cơ hồ để cho Diệp Thần đều không cách nào cầm giữ, khống chế được à. Hắn thậm chí cảm giác, cho dù là có thiên yêu thân thể mình, bị một kiếm này chém chúng nói cũng có chết tại chỗ nguy hiểm. Cái này cực kỳ một kiếm đã có uy hiếp được thiên thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Hơn nữa quỷ dị chính là, ở kiếm hồn hơi thở dưới ảnh hưởng, chuôi này vốn nên là tự bạo tới ngăn trở Diệp Thần Tử Ngọc bảo kiếm, lại là ngay tức thì yên tĩnh lại, ánh sáng thu liễm. Một đạo vô cùng ngưng luyện đen nhánh kiếm mang, giống như phá vỡ chân trời hắc ám như tia chớp, hướng Triệu Thiêm cực nhanh đi. Không! Triệu Thiêm gần như điên cuồng kêu thảm, vô tận phỉ thúy ánh sáng, từ trong cơ thể cuồng trào ra, ở trước người của nó, biến ảo là một đạo to lớn phỉ thúy phù văn kia ánh sáng lớn thả, tựa hồ hàm chứa vô tận bảo vệ chi đạo lực lượng, giống như một tòa có thể đem hết thảy công kích, cũng làm trấn áp núi to vậy. Ầm một tiếng. Vô hình chập chờn, ở trong hư không cuồn cuộn, một khắc sau, phỉ thúy trên phù văn, vô số vết rách nhanh chóng tràn đầy kéo dài, thậm chí, nguyên bản xanh biếc màu sắc, đều bị vậy ở Diệt Thiên kiếm quyết lực lượng hạ ngưng luyện vô cùng hủy diệt mộ đạo hoàn toàn ăn mòn, biến thành đen nhánh vẻ. Một khắc sau, hoàn toàn nổ tung thành chấm quang trần. Mà đạo này kiếm mang, cũng ác tàn nhẫn chém chúng Triệu Thiêm con mắt trái. Huyết quang tung tóe. Vô cùng một màn kinh khủng, hiện lên trước mắt. Đạo này kiếm mang, lại là trực tiếp đem Triệu Thiêm nửa cái đầu tước mất à. Triệu Thiêm phát ra một tiếng vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết, trên gương mặt lại cũng không có trước như vậy ổn định, không hề bận tâm thần sắc, hơi thở thật nhanh uể oải xuống. Toàn bộ hư không đều tựa như bị đông cứng. Triệu Thiêm cùng Dư Thịnh trên mặt đều là khó tin tới cực điểm thần sắc. Diệp Thần một kiếm lại là thật đem một người thiên thần cảnh 6 tầng thiên người bảo vệ, bị thương nặng à. Đầu óc của bọn họ đều phải nổ, trong mắt chỗ sâu sợ hãi giống như sóng lớn vậy vọt tới. Đặc biệt là Triệu Thiêm. Mới vừa rồi một kiếm kia, kết quả là chuyện gì xảy ra à? Hắn rõ ràng đã nắm giữ Diệp Thần hết thảy hậu thủ, thực lực chân thật vân. Vân à! Nhưng vì cái gì? Đến cuối cùng Diệp Thần thực lực lại lần nữa bạo tăng. Lần nữa đột phá cực hạn. Tại sao, tại sao, tại sao? Triệu Thiêm không rõ ràng. Hắn dùng còn dư lại nửa gương mặt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc, điên cuồng hét lên, nhóc xác rưởi, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết à. Diệp Thần khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt, rốt cuộc bại lộ bản tính. Đáng tiếc. Mới vừa rồi một kiếm kia lực lượng, vẫn bị triệt tiêu quá nhiều, không có trực tiếp đem Triệu Thiêm chém chết. Ngay tại Diệp Thần, chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc đó, mặt mũi nhưng là làm đông lại một cái. Ầm một tiếng, Diệp Thần trong cơ thể tuôn ra một hồi xương máu, thân thể lại là bắt đầu thật nhanh hỏng mất đứng lên. Thiên yêu thân thể lại vào lúc này đến cực hạn. Không chỉ có như vậy, trước Diệp Thần tích lũy thương thế quá nghiêm trọng, hôm nay ngược lại bị cắn trả. Lấy thân thể mạnh mẽ, đều phải không cách nào chống đỡ à. Triệu Thiêm thấy một màn này, chính là mừng như điên, vô cùng sảng khoái,
trong tay hắn cầm một chuôi xanh lơ xanh trường kiếm, giống như dã thú gào thét, liền hướng Diệp Thần đánh tới. Hắn phải bắt được cái này cơ hội, để cho Diệp Thần không có một chút lật bàn có thể. Nhưng mà, giờ khắc này, Diệp Thần trên gương mặt, nhưng là hiện lên vô cùng tà tính nụ cười, hắn không lùi mà tiến tới, đánh về phía Triệu Thiêm, hoàn toàn không để ý đang hỏng mất thân thể, trường kiếm trong tay chém điên cuồng xuống. Hơn nữa, vẫn là hoàn toàn không để ý phòng ngự, hoàn toàn liều mạng chém xuống một kiếm. Giờ khắc này, Triệu Thiêm hoàn toàn sợ. Cho dù vậy mấy chục ngàn năm, chui luyện ra được tâm cảnh, đều ở đây trước mắt cái này giống như ác quỷ giống vậy Diệp Thần trước mặt, xuất hiện vết rách. Kiếm trong tay, đều có vẻ run rẩy. Chính là cái này vẻ run rẩy, để cho Triệu Thiêm, mất đi cuối cùng giết chết Diệp Thần cơ hội. Ầm một tiếng, lực lượng kinh khủng kia, đem bản liền trọng thương Triệu Thiêm, oanh được miệng phun máu tươi, nội tạng bể tan tành, nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần lại là hoàn toàn bỏ mặc thân thể tan vỡ, mà là toàn lực duy trì ở mình cầm kiếm tay phải, tiếp tục công kích. Mà Triệu Thiêm còn dư lại một con mắt, con người điên cuồng run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Hắn liều mạng thi triển tất cả loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hộ thân thượng cổ đạo khí, bí pháp, nhiều vô số kể. Hắn ngăn cản Diệp Thần một kiếm, hai kiếm, mấy chục kiếm. Rốt cuộc, đem hết thảy hậu thủ, toàn bộ dùng hết. Có thể, để cho Triệu Thiêm tuyệt vọng phải, lúc này, đã cả người tiêu tán, chỉ còn lại nửa người, cả người, giống như bộ xương giống vậy Diệp Thần, lại vẫn không có dừng tay. Thả qua ta sai rồi, Diệp Thần, dừng tay à. Triệu Thiêm, rốt cuộc đối với Diệp Thần cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cầu xin tha thứ, hữu dụng không? Một khắc sau, Triệu Thiêm thân thể, hoàn toàn bị kiếm quang cắn nuốt. Cái này mấy chục ngàn năm trước, thì đã tồn tại thiên thần cảnh cường giả, linh võ đại lục cổ xưa nhất người bảo vệ, lúc này bỏ mạng ở liền Diệp Thần trong tay, liền thần hồn đều bị sát kiếm phệ hồn lực hoàn toàn chiếm đoạt, một chút dấu vết, cũng không có để lại. Mà trong hư không, trừ Diệp Thần trở ra, trống rỗng, Dư Thịnh đã sớm hù được tâm đảm câu liệt, thừa dịp Diệp Thần cùng Triệu Thiêm chiến đấu, bỏ trốn. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một chút vẻ không cam lòng, nhưng hắn bây giờ, đã hoàn toàn không có tiếp tục đuổi giết Dư Thịnh dư lực. Hắn dùng hết sau cùng một chút lực lượng, đem bao hàm một quả tử tiêu đá ở bên trong vô số đan dược cực phẩm, thiên tài địa bảo, toàn bộ rót vào trong miệng của mình. Kiếm hồn lực lượng quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào khống chế. Cắn trả là từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần. Kiếm hồn rốt cuộc là thân phận gì à? Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác. Cái này là kiếm hồn một phần nhỏ lực lượng. Vô cùng phần nhỏ lực lượng. Diệp Thần khàn khàn, suy yếu mở miệng nói, kiếm hồn tiền bối, tiếp theo liền phiền toái ngươi. Sau đó đôi mắt nhắm một cái hoàn toàn ngất đi. Lần này, Diệp Thần thật đến cực hạn, hắn thân thể muốn khôi phục, muôn vàn khó khăn, cho dù dựa vào một quả tử tiêu đá cùng vậy vô số bảo vật lực lượng, cũng không có đem cầm nhất định có thể giữ được tánh mạng. Một người chân chính người bảo vệ, há là tốt như vậy giết. Như không có kiếm hồn, hắn căn bản không có thể. Cho dù mượn kiếm hồn, muốn chiến thắng đối phương, không thể nào không trả giá thật lớn. Ngay tại Diệp Thần đã hôn mê đồng thời, một đạo cô gái tuyệt mỹ hư ảnh, hiện lên ở người bên, lúc này kiếm hồn thân hình tựa hồ vậy đạm bạc một phần, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi. Mới vừa rồi chiến đấu bên trong, không chỉ là Diệp Thần. Liền kiếm hồn đều là tiêu hao to lớn. Bất quá, nàng nhìn về phía Diệp Thần mắt đẹp bên trong, nhưng là hiện lên lau một cái vẻ yên tâm vui vẻ, cùng với một món vô hình chập chờn. Cái này lai lịch thần bí còn sót lại một món tàn hồn tồn lưu thế gian cô gái, lại là không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gương mặt, mặt đẹp bên trên, hiện lên nhớ lại vẻ. Diệp Thần sau cùng vậy lau điên cuồng, cùng nàng trong ký ức tên kia nam tử. Giống nhau như đúc. Kiếm hồn không khỏi dù gì nói, luân hồi đứng đầu. Ở nàng vậy gần như trong suốt đầu ngón tay, chạm được Diệp Thần gò má ngay tức thì, kiếm hồn mới thanh tỉnh lại. Khóe miệng của nàng bên trên hiện lên lau một cái tịch mịch nụ cười. Một khắc sau, kiếm hồn liền khiến sát kiếm, phá vỡ hư không, quay trở về linh võ đại lục, ở một nơi không người núi hoang chỗ rơi xuống, tiến vào một cái hang núi.
Ở bóng tối chỗ sâu, có một đạo gần như hư ảo cô gái tuyệt đẹp bóng người, lặng lẽ bảo vệ một người nam tử. Một nơi tràn ngập vô tận u minh tử khí thung lũng bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, qua lại trong đó, đột nhiên bây giờ, bóng người bên người, hiện ra một đạo huyết quang, vậy lại là một đôi vô cùng to lớn màu máu trong mắt. Một đầu toàn thân đen nhánh u minh cự thú hướng về phía nam kia tử bóng người, dương ra miệng to như chậu máu, tựa hồ thì phải đem trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cái này u minh cự thú, giống như hắc sư, bất ngờ là một đầu thiên thần cảnh tầng 5 thiên khủng bố minh thú. Vì sao là minh thú? Ở một ít tử khí đậm đà chỗ, nếu là có sinh linh thi thể tồn tại, thường thường, liền sẽ ra đời một loại chỉ biết giết hại quỷ vật, mà yêu thú cường đại thi thể, hình thành quỷ vật, chính là minh thú. Minh thú trừ thân xác nhận lấy cái chết khí rèn luyện, đặc biệt là mạnh mẽ ra, chiến đấu, lại là hoàn toàn không biết sợ hãi, tránh lui vì vật gì, cho nên, cho dù là cùng cấp võ giả, vậy tuyệt chẳng ngờ đối mặt một cái minh thú công kích. Mà đây đầu hắc sư minh thú lại là một đầu thiên thần cảnh trung kỳ minh thú à? Sợ rằng vậy thiên thần cảnh cường giả, cũng không dám tại cùng cái này hắc sư đối địch chứ. Có thể một khắc sau, một đạo lẫm liệt kiếm quang, bỗng nhiên phóng lên cao, đem chung quanh vô tận tử khí, cũng chém thành hư không, thiên thần kia cảnh tầng 5 thiên khủng bố minh thú, cũng ở đây làm cả thế giới cũng làm kinh hãi kiếm quang bên trong, phát ra to lớn gầm thét, rồi sau đó. Chia làm hai. Minh thú không có máu tươi, thậm chí liền trên người xương thịt, đều là hủ bại, ở tử vong sau đó, ngay tức thì liền biến thành bụi đất. Nơi này, là thứ nhất thần quốc cấm địa một trong tử vong cốc. Mà mới vừa xuất kiếm là một người khí chất nói năng tùy tiện anh tuấn nam tử, người này, bất ngờ chính là tiến vào tử vong cốc, đóng sống chết quan thứ nhất thần quốc chí cường yêu nghiệt Trung Tề Hiên. Lúc này, Trung Tề Hiên trên gương mặt mang một chút ngạo nghễ cười khẽ, trong mắt bên trong, sạch bóng bạo tránh, nguyên bản vậy nói năng tùy tiện khí chất, lúc này, lại là quét một cái sạch. Nhìn như, giống như là một chuôi nguyên bản bị long đong bảo kiếm, lần nữa tỏa sáng vốn là sắc bén vậy. Cho tới nay, Trung Tề Hiên dựa vào hắn nghịch thiên tu võ thiên phú, đối với võ đạo một mực thiếu nhất định nhiệt tình. Dẫu sao hắn làm gì đều là thứ nhất. Hơn nữa tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được thứ nhất, như vậy còn có cái gì tốt cố gắng. Trung Tề Hiên không phải Diệp Thần, không cần khắc phục các loại các dạng khó khăn, chiến thắng một cái lại một cái kẻ địch cường đại, mới có thể leo lên. Trung gia ở thứ nhất thần quốc cũng là chí cường gia tộc, Bách Phá Môn lại là ẩn núp trong thế lực cường đại nhất tồn tại, một cái có thiên phú nghịch thiên, lại có đầy đủ kinh khủng gia thế, sư môn võ giả, ở võ đạo tự nhiên sẽ không gặp bao lớn trở ngại. Cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước. Cho nên, so sánh với võ đạo, Trung Tề Hiên ngược lại là đối với đàn bà cao hơn để tâm một chút. Cho đến Diệp Thần xuất hiện. Nguyên bản, đối với võ đạo luôn là thiếu một chút nhiệt tình Trung Tề Hiên, ở cảm nhận được Diệp Thần vậy sát ý kinh thiên, võ đạo ý cảnh sau đó, lần đầu tiên trong đời, có muốn khiêu chiến, muốn chém chết người này xung động. Lần đầu tiên trong đời, Trung Tề Hiên cảm nhận được võ đạo mị lực. Cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn nhận thức được. Nguyên lai trên cái thế giới này, còn có so mình, càng nghịch thiên tồn tại. Cho nên, hắn tiến vào tử vong cốc. Tử vong cốc làm là thứ nhất thần quốc cấm địa một trong, chứ có để cho thiên thần cảnh võ giả đều khó tiếp nhận khủng bố tử khí ra, trong cốc lại là không thiếu thiên thần cảnh sơ kỳ và trung kỳ chí cường minh thú. Nếu không phải những thứ này minh thú tồn tại, cần muốn trong tử vong cốc vô cùng tử khí giúp đỡ, cho tới chúng không đi ra lọt tử vong cốc, sợ rằng, thứ nhất thần quốc bị những thứ này minh thú diệt đều là vô cùng có thể sự việc. Nói thật, cho dù lấy Trung Tề Hiên thực lực tiến vào nơi đây cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng, hắn biết nếu là muốn trong vòng thời gian ngắn có chút tiến bộ đạt tới Diệp Thần độ cao nói, cái này tử vong cốc ngược lại là địa phương thích hợp nhất. Mới đầu, mới vừa tiến vào tử vong cốc, Trung Tề Hiên liền gặp phải mấy lần nguy cơ sinh tử, cả người thực lực bị tử khí áp chế, không cách nào toàn bộ phát huy, mà quanh thân nhưng tiếp liền xuất hiện mấy đầu không kém với mình minh thú. Dưới tình huống này, Trung Tề Hiên chỉ có buộc mình trở nên mạnh mẽ, buộc mình đột phá cực hạn, mới có sống sót có thể. Chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hoặc là vận khí kém một chút, cái này thứ nhất thần quốc một đời yêu nghiệt, rất có thể liền sẽ lúc này bỏ mình.
có thể giờ phút này, Trung Tề Hiên biết mình làm hết thảy đều đáng giá. Hắn còn sống. Không chỉ là còn sống, hơn nữa, hắn thực lực lại là xảy ra biến chất. Ở lần lượt bên bờ sinh tử, Trung Tề Hiên lần lượt đột phá. Người khác có lẽ phải tốn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí còn vạn năm mới có thể làm được sự việc. Hắn Trung Tề Hiên tuyệt không cần phải lâu như vậy. Hiện tại, cũng để cho hắn đối với võ đạo sinh ra toàn nhận thức mới, để cho hắn thực lực, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trung Tề Hiên mỉm cười lẩm bẩm, cái này hết thảy đều phải cảm ơn ngươi à, Diệp Thần, nếu như không phải là ngươi, ta cũng không sẽ tiến bộ được nhanh như vậy. Nhưng mà một khắc sau, hắn nụ cười, nhưng bỗng nhiên băng lạnh xuống nói, đáng tiếc là, trên cái thế giới này chỉ cần có một thiên tài là đủ rồi, có thể phi thăng vực ngoại và thượng giới số người, nhưng mà rất có hạn, bổn công tử có thể không có hứng thú cầm lần này cơ hội nhường cho ngươi, mình lại chờ đợi trên trăm năm mới phi thăng à. Hôm nay Trung Tề Hiên đã đem ánh mắt đặt ở vực ngoại và thượng giới lên. Hắn vậy quả thật có cái này tư cách, hắn là thứ nhất thần quốc mạnh nhất thiên tài. Trung Tề Hiên theo vung tay lên, liền trực tiếp xé rách Tử Vong Cốc bên trong không gian, một đạo đen nhánh không gian kẽ nứt, hiện lên ở hắn trước mắt. Đạo này không gian kẽ nứt, lại là trực tiếp có thể đi thông thứ bảy thần quốc. Hắn nụ cười trên mặt càng đậm một phần. Tất cả đại thần nước giữa vách không gian, đối với tầng thứ này cường giả mà nói, trên căn bản giống như không có tác dụng. Trung Tề Hiên thân hình động một cái, liền tiến vào kẽ nứt bên trong. Chỉ để lại một đạo tràn đầy ngạo ý tự nói tiếng, Diệp Thần, người có thể dù sao cũng đừng để cho bổn công tử thất vọng à. Một nơi bóng tối trong hang núi, xuất hiện nhìn thấy mà giật mình một màn. Trên mặt đất, là một cái lại một cái thi thể, cho dù sau khi chết, vậy vẫn tản ra cường hãn, làm người ta không lạnh mà run hơi thở thi thể. Những thi thể này, khi còn sống bất ngờ đều là tất cả vô cùng cường đại yêu thú. Nhưng lúc này nhưng là chết được không thể chết lại, mà bọn chúng nguyên nhân cái chết toàn bộ giống nhau. Những thứ yêu thú này, lại toàn bộ đều chết tại nơi mi tâm một nơi kiếm tổn thương. Một nơi, trực tiếp đem chúng cứng rắn đầu lâu xuyên qua khủng bố kiếm tổn thương. Trong hang núi, một người nam tử nằm trên đất, hắn mặt mũi mặc dù còn có chút trắng bệch, nhưng, trên thân thể máu thịt, nhưng căn bản khôi phục. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Diệp Thần trước người, cắm một thanh trường kiếm sau đó, lơ lửng một đạo cô gái tuyệt đẹp hư ảnh. Mà vậy một cái yêu thú thi thể, khoảng cách cái này trường kiếm, cũng chừng 10 mét trở lên khoảng cách. Tựa như đem Diệp Thần chỗ, cùng sơn động này phân chia lái tới vậy. Cái này tự nhiên là kiếm hồn nơi là. Diệp Thần mặc dù có thể bình yên vô sự từ từ khôi phục cùng Triệu Thiêm đánh một trận hao tổn, thương thế. Là bởi vì là kiếm hồn một khắc không nghỉ bảo vệ. Nhưng lúc này, kiếm hồn tuyệt đẹp mặt đẹp bên trên, nhưng cũng mang nồng nặc vẻ mệt mỏi. Nàng có chút đánh giá thấp Diệp Thần thân xác đối với những yêu thú kia lực hút, cho dù Diệp Thần sức sống cơ hồ hao hết, lại hay là đem vô số núp ở linh võ đại lục bên trong trí cường yêu thú hấp dẫn tới đây. Kiếm hồn bản thể thực lực mặc dù cực kỳ khủng bố, cho dù là thiên thần đỉnh cấp võ giả, ở trong mắt. Sao con kiến hôi vậy mạnh không được nhiều ít thôi. Nàng thậm chí không thuộc về thần quốc, nàng thuộc về càng rất xa thế giới. Nhưng mà, hôm nay nàng, dẫu sao chỉ là tương tự với hồn thể tồn tại thôi, có năng lượng cực kỳ có hạn, huống chi phần lớn lực lượng cũng bị phong ấn. Cùng Triệu Thiêm trận chiến ấy vì trợ giúp Diệp Thần, kiếm hồn cũng đã hao phí gần như toàn bộ có thể vận dụng lực lượng, mà mấy ngày này bảo vệ, để cho nàng còn sót lại một ít lực lượng vậy thấy đáy. Nếu không phải nàng có thể vận dụng sát kiếm ở lần trước trong chiến đấu còn sót lại bộ phận uy năng, thậm chí có thể đều không cách nào chống đỡ đến hiện tại. Kiếm hồn lo âu nhìn Diệp Thần một mắt, lẩm bẩm, thằng nhóc, người thế nào còn không có tỉnh à? Bất quá, cho dù đã đến cực hạn, mạnh chống đỡ nữa có thể sẽ tổn thương đạt tới căn nguyên, có thể kiếm hồn vẫn không có chút nào dao động. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lông mi mau đột nhiên giật giật, một khắc sau. Chậm rãi mở hai mắt ra. Một gương mặt có chút hư ảo tuyệt đẹp, in vào mi mắt. Diệp Thần ngẩn người, ngay sau đó, hắn thấy được trên đất vậy một cái yêu thú thi thể, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn trong mắt hiện ra một đạo ấm áp,
hướng về phía kiếm hồn mỉm cười nói, đa tạ tiền bối ở ta chữa thương thời gian, thay ta bảo vệ. Kiếm hồn mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ vui mừng, bất quá, rất nhanh liền khôi phục trước vậy lạnh như băng hình dáng, hừ lạnh nói, một chút thương ngoài ra mà thôi lại xài nhiều thiên tài như vậy khôi phục, thật ném mặt ta. Diệp thần nghe vậy, không khỏi mặt lộ cười khổ, kiếm hồn ánh mắt chân thực quá cao, mình chém giết một người kinh khủng như vậy người bảo vệ tồn tại, có thể sống sót, có thể nói đều đủ để tái nhập thần quốc lịch sử chứ. Nhưng mà, ở kiếm hồn trong mắt vẫn là mất mặt. Còn có, kiếm hồn mắt đẹp đột nhiên hiện lên lũ lũ chập chờn, hơi đưa mắt từ Diệp thần trên gương mặt đừng mở đường, không muốn cứ tiền bối, ta không thích xưng hô như thế. Ta tên là Huyền Hàn Ngọc. Diệp thần nghe vậy có chút bất ngờ, kiếm hồn nguyên bản cho hắn cảm giác giống như là lạnh như băng kiếm nhất vậy, sắc bén, có thể chết người, vô tình. Dẫu sao, kiếm hồn trên bản chất là võ giả tàn hồn cùng khí linh dung hợp. Nhưng mà hiện tại, hắn làm sao cảm giác, kiếm hồn càng ngày càng giống một cô gái. Vẫn là như vậy kiêu ngạo người đẹp. Còn nữa, kiếm hồn lại có thể vậy họ Huyền. Huyền cái họ này dẫu sao hiếm thấy, chẳng lẽ và thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt có quan hệ thế nào? Diệp thần lắc đầu một cái, hẳn không có thể. Bất quá, hôm nay Diệp thần đã hoàn toàn tín nhiệm kiếm hồn, thanh kiếm hồn coi là người mình, tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến. Hắn mỉm cười nói, ta biết, Huyền tiên tử. Kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc nghe vậy, mặc dù vẫn có chút bất mãn, nhưng là, lại không có sẽ ở gọi trên nói thêm cái gì. Mà là quay lại mở miệng nói, Diệp thần, lần này ta tiêu hao không nhỏ, phải ngủ say một đoạn thời gian này, không cách nào giúp ngươi. Diệp thần gật gật đầu nói, ta biết, Huyền tiên tử nghỉ ngơi cho khỏe. Huyền Hàn Ngọc lại nói, còn nữa, ta dạy ngươi Diệt Thiên kiếm quyết, ngươi chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi, thật tốt hiểu, nếu như ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cho dù không mượn ta lực lượng, đối mặt thiên thần cảnh 6 tầng thiên võ giả. Cũng có sức đánh một trận. Diệp thần đối với kiếm hồn nói hơi ngẩn ra. Mặc dù hắn biết bản thân có vượt cấp tác chiến năng lực, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản không cách nào đối kháng thiên thần cảnh 6 tầng thiên tồn tại. Đánh chết người bảo vệ Triệu Thiêm, cũng bất quá là bởi vì có kiếm hồn tồn tại. Không có kiếm hồn, hắn thậm chí có thể chết. Hiện tại, kiếm hồn nói, Diệt Thiên kiếm quyết tu luyện đại thành, lại có nhiều uy lực này. Nếu như mình hoàn toàn bước vào hỗn độn, hơn nữa Diệt Thiên kiếm quyết, luân hồi mộ địa, cùng với rất nhiều lá bài tẩy, có lẽ có tư cách đối mặt mạnh hơn tồn tại. Giờ phút này, Diệp thần cặp mắt bên trong, thần quang phun trào. Hắn cần thực lực, cần trực diện và đế uyên điện có liên quan lãnh ra thực lực. Hơn nữa, Huyền Hàn Ngọc nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có thể nắm giữ Diệt Thiên kiếm quyết, ở hủy diệt mộ đạo bên trên. Nói không chừng cũng có thể có đột phá, đến lúc đó, có lẽ ngươi có thể chặt đứt trên người ta cây thứ hai xiềng xích. Diệp thần nghe vậy, trên mặt lại là thoáng qua vẻ vui mừng, hắn mặc dù có thể chém chết Triệu Thiêm, rất lớn trong trình độ là bởi vì là kiếm hồn tương trợ. Mà đây, còn vẻn vẹn chỉ là chặt đứt một cây khóa kiếm hồn à. Nếu là có thể lại chém một cây xiềng xích, kiếm kia hồn có thể đối với hắn mang tới trợ giúp, cũng không phải là một thêm một tương đương với hai. Đơn giản như vậy. Diệp thần có thể khẳng định, chặt đứt cây thứ hai xiềng xích sau đó, kiếm hồn mang tới lực lượng, sẽ có gấp bao nhiêu lần tăng lên. Sau khi nói xong, kiếm hồn liền biến thành một tia sáng trắng, sáp nhập vào sát kiếm bên trong, rơi vào ngủ say. Mà Diệp thần vậy đứng dậy, hướng hang núi chi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc một nơi hang núi. Khúc Tuyết Dũng đi tới lui. Mấy ngày nay, hắn ở bên ngoài cảm giác được lão tổ hơi thở càng ngày càng suy yếu. Nếu như không phải là lão tổ yêu cầu, hắn có thể đã sớm đi tìm Diệp thần. Khúc gia hết thảy thời cơ đều ở đây Kỳ Tư Thanh trên mình. Nếu như Kỳ Tư Thanh xảy ra chuyện, vậy hắn Khúc Tuyết Dũng chính là Khúc gia tội nhân thiên cổ à? Hắn do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, lão tổ, ngài trạng thái càng ngày càng kém. Hiện tại cô gái kia thân phận không rõ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đối với ngươi và đối với thần quốc cũng không có lợi. Nếu như người phụ nữ kia đi tìm Diệp thần, vậy thì phiền toái hơn. Chuyện này thật không thể kéo dài được nữa. Mà ngay lúc này, trong hang núi,
một cổ huyết khí nồng nặc xông ra. Khúc Tuyết Dũng sắc mặt đại biến, lại nữ hộ pháp, trực tiếp xông đi vào. Chỉ gặp thời khắc này Kỷ Tư Thanh sắc mặt trắng bệch, ngã trên đất, mà nàng trước mặt trên vách tường, lại là một đạo vô cùng đỏ bừng máu. Lão tổ, Khúc Tuyết Dũng không do dự nữa, máu tươi ngưng tụ, ở trước mặt vẽ ra một đạo phù văn ngay tức thì chiếu vào Kỷ Tư Thanh ấn đường. Mấy giây sau đó, Kỷ Tư Thanh tròng mắt mở ra. Khúc Tuyết Dũng biết rõ chuyện nghiêm trọng, trực tiếp đứng lên, đi ra bên ngoài, lão tổ, bất kể như thế nào, ngày hôm nay coi như ngài muốn giết ta, ta cũng phải đi tìm Diệp Thần. Lão tổ, không thể lại hành động theo cảm tình à, Diệp Thần y thuật, thế gian vô địch, hắn là duy nhất cơ hội. Kỷ Tư Thanh muốn nói cái gì, nhưng là nàng thực ở hết hơi. Huyền cơ nguyệt luân hồi tinh diễm, quá mức mạnh mẽ. Cũng may đây là huyền cơ nguyệt phân thân hội tụ, nếu như huyền cơ nguyệt bản thể luân hồi tinh diễm căn nguyên, nàng có thể đã sớm chết rồi. Nàng chật vật đứng dậy, ngồi xếp bằng, quanh thân che lấp cổ xưa phù văn, miễn cưỡng khôi phục. Nhưng là càng áp chế trong cơ thể luân hồi tinh diễm, người sau càng bùng nổ. Nàng vậy hoàn chỉnh quần áo thậm chí ngay tức thì ướt đẫm. Đổ mồ hôi đầm đìa. Đúng cái hang núi tựa như bị vô tận ngọn lửa cháy. Hình ảnh quay về. Diệp Thần đang chuẩn bị rời đi hang núi, chung quanh hư không biến dạng. Một cái hơi có vẻ già nua lại uy nghiêm bóng người đột nhiên xuất hiện. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, người này không phải người khác, chính là Khúc gia gia chủ Khúc Tuyết Dũng. Mấu chốt Khúc Tuyết Dũng ở thần quốc không thật tốt ở lại, làm sao cũng tới Linh Võ Đại Lục. Chẳng lẽ là vì Tử Tiêu Đá tới? Vẫn là nói truyền đạt Kỷ Tư Thanh sự việc. Mấy ngày nay, hắn phái người tìm kiếm qua Kỷ Tư Thanh, lấy được tin tức, chính là Kỷ Tư Thanh và Khúc gia gia chủ cùng đi thứ nhất thần quốc. Còn như đi làm cái gì, không người biết. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, thấy Khúc Tuyết Dũng tới, chính là chắp tay nói. Khúc tiền bối, vẫn khỏe chứ? Diệp tiểu hữu, xảy ra chuyện. Khúc Tuyết Dũng lại không có tâm tư khách sáo, sắc mặt ngưng trọng, đầy mắt vẻ lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì, Tư Thanh đâu? Chỉ có một mình ngươi tới sao? Diệp Thần có chút nghi ngờ. Diệp tiểu hữu, lão tổ nàng xảy ra chuyện. Khúc Tuyết Dũng đem huyền cơ nguyệt hạ xuống, và Kỷ Tư Thanh đánh nhau, kết quả hai cô gái câu tổn thương, Kỷ Tư Thanh bị luân hồi tinh diễm nướng sự việc, vội vàng theo Diệp Thần nói một lần. Cái gì, huyền, người phụ nữ kia, nàng hạ xuống. Diệp Thần một hồi chấn động ngạc. Không nghĩ tới huyền cơ nguyệt lại có thể hạ xuống, này đám nhân vật, hạ xuống thần quốc, sợ là phải long trời lở đất. Không phải thân phận thật sự, chỉ là một đạo uế đất phân thân, nhưng cũng có thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực, quả thực không kém, lão tổ bị nàng đả thương, dưới mắt đang bí mật chữa thương, tình thế không cần lạc quan, Diệp tiểu hữu y thuật thông trời, xin ngươi hãy hỗ trợ trần liệu 1-2. Khúc Tuyết Dũng cúi đầu chắp tay, một mặt cung kính. Uế đất phân thân. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ là một đạo uế đất phân thân, thì có mạnh mẽ như vậy thực lực, cái này huyền cơ nguyệt, thân phận thật sự rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tư Thanh nàng ở nơi nào, mau dẫn ta đi thăm nàng. Diệp Thần vội vàng nói, trong lòng chỉ tưởng nhớ Kỷ Tư Thanh an nguy. Luân hồi tinh diễm, lợi hại bực nào. Ban đầu hạ nhược tuyết, luyện hóa luân hồi tinh diễm sau đó, và hắn dưới sự liên thủ. Đủ để chống lại Tuyền Cơ, có thể tưởng tượng được, ngọn lửa này mạnh mẽ. Mà huyền cơ nguyệt trên người luân hồi tinh diễm, hơi thở so hạ nhược tuyết muốn lợi hại hơn. Hiện tại Kỷ Tư Thanh bị tinh diễm đốt thể, nếu như lại không cứu, sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng. Diệp tiểu hữu, mời theo ta tới. Khúc Tuyết Dũng nghe được Diệp Thần chịu ra tay, nhất thời đại hỉ, lúc này mang Diệp Thần, biến dạng hư không, không ngừng đi đường. Rất nhanh chính là trở lại Kỷ Tư Thanh chỗ ở hang núi. Hai người đứng ở hang núi cổng vào, chỉ nghe được trong sơn động, mơ hồ truyền ra Kỷ Tư Thanh nhỏ nhẹ thống khổ tiếng. Diệp tiểu hữu, lão tổ nàng đang ở bên trong. Khúc Tuyết Dũng biết Kỷ Tư Thanh dưới trọng thương, tư thái sợ rằng không rõ lắm nhã xem, cho nên từ đầu đến cuối cúi đầu, cũng không có thỏ đầu đi vào hội, rất sợ bốc lên độc. Lão tổ an nguy, liền giao cho ngươi. Ta vì các người hộ pháp. Khúc Tuyết Dũng tung người nhảy ra, rơi vào núi rừng xa xa bên trong,
cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng trong núi rừng mãnh thú, miễn được đã quấy rầy Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh. Tư Thanh, mà Diệp Thần nhưng là một mặt nóng nảy, sải bước bước vào trong sơn động. Oanh! Nhất thời, Diệp Thần cảm thấy từng cơn sóng nhiệt, gào thét nhào tới. Trong sơn động, nhiệt độ cao vô cùng, đá cũng lộ ra một tầng rực cháy đỏ. Chỉ gặp Kỳ Tư Thanh đã nằm ở một tấm đá thiên nhiên trên giường, cả người đổ mồ hôi như vũ, da thịt một phiến đỏ bừng, áo quần tóc đều là xốc xếch, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Diệp Thần nghĩ tới hắn và Kỳ Tư Thanh gặp mặt hình ảnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy. Từ Côn Lôn Hư, Kỳ Tư Thanh chính là cao cao tại thượng thiên chi kiều nữ, hắn mặc dù tình cờ đụng gặp một lần Kỳ Tư Thanh tắm. Nhưng vậy chưa thấy qua một màn này à? Bất quá Diệp Thần tâm tư ngược lại là không nhúc nhích đong đưa. Hắn càng lo lắng Kỳ Tư Thanh tình trạng. Diệp Thần, ngươi tới. Kỳ Tư Thanh nhìn Diệp Thần bóng người, nhất thời có loại ảo mộng vậy cảm giác, cố nén trong kinh mạch chích đau, nhẹ nhàng nói ra. Tư Thanh, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đi tới Kỳ Tư Thanh trước mặt, sờ một cái trán nàng, nhất thời cảm thấy đặc biệt phỏng tay, lại đem liền đem nàng mạch đập, chỉ cảm thấy mạch đập yếu ớt, hơi thở mong manh, tùy thời đều có hương tiêu ngọc vẫn nguy hiểm. Mấu chốt luân hồi tinh diễm chân thực quá bá đạo, hơn nữa tính công kích cực mạnh. Coi như hắn luân hồi huyết mạch cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi làm sao tổn thương được như thế nghiêm trọng? Diệp Thần hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh thương thế lại có thể nghiêm trọng đến tình cảnh này. Trong kinh mạch tựa hồ lưu động nham thạch nóng chảy, cả người nóng bỏng nóng rực, tựa hồ tùy thời có thể nóng chảy. Huyền Cơ Nguyệt thủ đoạn đúng là tàn nhẫn. Coi như là Diệp Thần, đối mặt Kỳ Tư Thanh thương thế nghiêm trọng như vậy, vậy cảm thấy đặc biệt khó giải quyết. Diệp Thần, ta có phải hay không được? Kỳ Tư Thanh trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ cười khổ, nàng chi nhiều hơn thu nữ võ thần lực lượng, bản thân liền thừa nhận to lớn gánh vác, lại gặp đến luân hồi tinh diễm đốt thể, bây giờ tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nàng thật sâu cảm giác được, sinh cơ của mình đang nhanh chóng trôi qua. Tràn ngập nguy cơ. Nếu như đỉnh cấp, nàng tự nhiên không sợ Huyền Cơ Nguyệt vậy đạo phân thân. Chỉ tiếc, nàng lớn lên thời gian vẫn là quá ngắn. Không có sao, thật may ngươi đột phá đến thiên thần cảnh, thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, còn có cứu vãn cơ hội. Ở Côn Lôn Hư, ngươi một mực bảo bọc ta, ở thần quốc, vậy giờ đến phiên ta chiếu cố ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng là Kỳ Tư Thanh lau chùi mồ hôi trên trán, an ủi tâm thần của nàng. Ngươi không cần gạt ta. Kỳ Tư Thanh thanh âm yếu ớt, ngực cấp tốc phập phồng, ngay cả hô hấp cũng đổi được khó khăn. Đừng nói chuyện, ta lập tức thay ngươi trị liệu. Diệp Thần sắc mặt đông lại một cái, lật đật móc ra châm cứu, ngón tay nhẹ nhàng nắm, đạo đạo linh lực bơm vào ở trên kim châm. Rào! Nhất thời, châm cứu toát ra lau một cái sáng chói thần quang. Diệp Thần nín thở tĩnh khí, tay cầm châm cứu, rơi vào Kỳ Tư Thanh trắng như tuyết trên cổ tay. Hô! Nhưng một màn kinh người xuất hiện, hắn châm cứu mới vừa rơi xuống đi, Kỳ Tư Thanh trong cơ thể, liền bộc phát ra một đạo mạnh mẽ tinh diễm năng lượng, lại có thể trực tiếp dung rớt châm cứu. Luân hồi tinh diễm, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Diệp Thần nhất thời cả kinh, không nghĩ tới mình châm cứu, lại bị trực tiếp hòa tan. Mặt hắn bàng, vậy cảm nhận được kịch liệt nhiệt độ cao. Cái này luân hồi tinh diễm, năng lượng quá kinh khủng, có thể ung dung hòa tan kim thiết, tẫn diệt hết thảy. Hắn bày ra châm cứu, còn không có phát huy hiệu quả, liền trực tiếp tiêu tán, căn bản không cách nào chữa trị. Anh! Mà Kỳ Tư Thanh, bị luân hồi tinh diễm cắn trả, cả người ngọn lửa cháy, đặc biệt khó khăn bị. Diệp Thần, ta thật là nóng. Kỳ Tư Thanh rên rỉ một tiếng, lại theo bản năng đưa ra nhỏ hết sức lại trắng nõn tay rút đi mình một phần chia quần áo. Nhất thời, một cái như ẩn như hiện, hơi có vẻ trắng như tuyết ngọc nhuận thân thể, không giữ lại chút nào hiện lên ở Diệp Thần trước mắt. Mà cho dù rút đi quần áo, Kỳ Tư Thanh vẫn là cảm thấy cả người nóng lên, không ngừng được khó chịu. Diệp Thần trợn to hai mắt, nhìn cái này tuyệt đẹp thân thể, nhất thời hít sâu một hơi, trong lòng từng cơn nóng như lửa. Nhưng hiện tại, cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm.
Diệp Thần một cái nữa hít thở sâu, chấn định tâm thần, nghĩ tới Viêm Bia. Ban đầu Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm, Viêm Bia liền hấp thu qua tinh diễm bộ phận năng lượng. Cái này luân hồi huyền bi, đối với kỳ Tư Thanh thương thế, có lẽ có trị liệu hiệu quả. Tư Thanh, nhịn một chút. Diệp Thần lập tức sử dụng Viêm Bia, nhất thời, một khối quanh quẩn ngút trời liệt hỏa bia đá, liền treo lơ lửng ở kỳ Tư Thanh trước mặt. Hô hô hô! Viêm Bia vừa ra, liền điên cuồng hấp thu kỳ Tư Thanh trên người tinh diễm khí tức. Quả nhiên, có hiệu quả. Thấy một màn này, Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Khoảnh khắc bây giờ, kỳ Tư Thanh thân thể mềm mại mặt ngoài tinh diễm, toàn bộ bị Viêm Bia hấp thu hết. Đúng khối Viêm Bia, toát ra chói mắt thần quang. Mà kỳ Tư Thanh, mặt ngoài tinh diễm rút đi sau đó, nàng da thịt, khôi phục sáng bóng như tuyết hình dáng. Xinh xắn gương mặt, vậy rút đi đỏ ửng, đổi được trắng trắng nõn non. Vô cùng mê người. Diệp Thần. Kỳ Tư Thanh mở mắt ra, chỉ cảm thấy ở Viêm Bia hơi thở bao phủ hạ, thân thể trước đau hỏa hoãn rất nhiều, nàng ý thức vậy tỉnh hồn lại. Không có sao chứ. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve trán nàng. Mà Kỳ Tư Thanh, mắt đẹp lưu phán, nhìn mình quần áo không đủ che thân hình dáng, nhất thời thẹn thùng được mặt đỏ bừng, muốn lần nữa mặc vào quần áo, nhưng thương thế mới vừa hỏa hoãn, liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Ta giúp ngươi. Diệp Thần khẽ cười khổ, lúc này nhặt lên Kỳ Tư Thanh áo quần, ôn nhu thay nàng mặc vào. Làm đầu ngón tay vạch qua Kỳ Tư Thanh da thịt, trong lơ đãng chạm được một ít mềm mại địa phương, Diệp Thần nội tâm cũng là một hồi sao động. Hả? Bỗng, Kỳ Tư Thanh im lìm hừ một tiếng, gò má đỏ ửng dâng trào, lộ vẻ được đặc biệt khó chịu. Thế nào? Diệp Thần hơi biến sắc mặt, lật đật nắm được tay nàng cổ tay. Hạ một sát, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, ở Kỳ Tư Thanh trong đan điền, còn lắng đọng trước đặc biệt kinh khủng lửa độc. Những thứ này lửa độc, đang thuộc về luân hồi tinh diễm. Viêm Bia có thể hấp thu luân hồi tinh diễm tinh khiết hơi thở, nhưng lắng đọng xuống lửa độc, hoàn toàn là kịch liệt độc chất, căn bản không có thể hấp thu. Những thứ này lửa độc, giống như một viên lựu đạn định giờ, một khi nổ tung, Kỳ Tư Thanh mới vừa khôi phục thân thể, thì phải lại lần nữa trọng thương, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Lửa này độc, thật giống như vẫn còn ở đan điền ta bên trong. Xem ra Huyền Cơ Nguyệt nhất định phải đưa ta vào chỗ chết. Kỳ Tư Thanh hàm răng cắn một cái, vậy phát hiện tự thân không ổn. Không có chuyện gì, đừng sợ. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, thúc giục Viêm Bia, chấn áp nàng trong đan điền lửa độc. Viêm Bia, mặc dù không có thể đem lửa độc hấp thu, nhưng ít nhất có thể đủ chấn áp, không để cho lửa độc phát làm. Lửa này độc, sợ là phải đi theo ta cả đời. Kỳ Tư Thanh đắng chát cười một tiếng, chỉ cảm thấy lửa độc như phụ cốt chi thư, vững vàng phụ thuộc vào ở nàng trên đan điền, vẫy không đi. Diệp Thần cắn răng, hắn Viêm Bia mặc dù có thể chấn áp lửa độc, nhưng muốn vĩnh cửu chữa trị, nhưng là tuyệt đối không thể. Luân hồi tinh diễm lưu lại độc chất, lợi hại bực nào, coi như là thiên thần thân thể, cũng không thể chịu đựng. Nếu thời gian dài, lửa độc bùng nổ, Kỳ Tư Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử. Ngay tại Diệp Thần sầu mi mạc triển thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, Bất Diệt Long Đế thanh âm truyền tới. Tiền bối, ngươi có biện pháp? Diệp Thần trong lòng vui mừng, lật đật hỏi. Ta biết Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong có một nơi biển sâu băng tim, phỏng đoán có thể hóa giải luân hồi tinh diễm lửa độc. Bất Diệt Long Đế chậm rãi mở miệng. Cái gì biển sâu băng tim, thật có thể hóa giải Tư Thanh trong cơ thể lửa độc sao? Diệp Thần nghe được có biện pháp, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Biển sâu băng tim, đó là Cửu Thiên Thần Long Điện, máu rồng sâu đáy biển linh vật. Vật này khí lạnh uy nghiêm, toàn thân lạnh như băng, hàm chứa vô thượng năng lượng, tất nhiên có thể hóa giải tinh diễm lửa độc. Bất quá, máu rồng biển sâu, mai táng không biết nhiều ít ngày long hài cốt, chỗ đó, rất nguy hiểm, người muốn cướp lấy biển sâu băng tim, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Bất Diệt Long Đế nói. Hắn ở trong năm tháng vô tận, liền cuộc sống ở Cửu Thiên Thần Long Điện. Thế gian tự nhiên không người nào có thể so hắn quen thuộc hơn Cửu Thiên Thần Long Điện. Cứu người muốn chặt, bỏ mặc có nhiều nguy hiểm, ta cũng phải đi xem. Diệp Thần ánh mắt kiên định, cố
cúi mắt nhìn một chút Kỳ Tư Thanh, nhưng gặp lửa độc phát làm, nàng cả người đỏ ửng, hô hấp lần nữa dồn dập, tình huống có vẻ không ổn. Tư Thanh, nhịn một chút, ta nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Tư Thanh chán, ôn nhu nói. Ừ, Kỳ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu, nhưng không có nói gì nhiều. Nàng biết lửa độc lợi hại, gắt gao cuốn lấy nàng đan điền, muốn hóa giải, sợ rằng khó hơn lên trời. Đi, ta cõng ngươi. Diệp Thần cõng Kỳ Tư Thanh, sải bước rời đi hang núi, hướng Cửu Thiên Thần Long Điện chạy tới. Diệp Tiểu Hữu, ngươi phải dẫn lão tổ đi nơi nào? Bên ngoài, Khúc Tuyết Dũng thấy hai người phải đi, nhất thời kinh ngạc hỏi. Khúc tiền bối, ta phải dẫn Tư Thanh đi một chỗ trị thương, ngươi trước hết mời bẩm, bẩm đầu ta lại liên lạc ngươi. Diệp Thần lưu lại một câu nói, mang Kỳ Tư Thanh ngắn ngủi biến dạng hư không, thẳng hướng Cửu Thiên Thần Long Điện đi. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện, vậy cấm địa vực sâu. Chỗ sâu nhất, chẳng ai nghĩ tới, vậy vực sâu nhốt vực ngoại ma long núi sau lưng trên vách, vẫn còn có một nơi ẩn núp không gian. Mà Huyết Long và Ma Đế hai người đã bước vào trong đó. Thời khắc này bọn họ ngưng mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt bên trong đều mang ngút trời vậy kinh hãi. Khoảng thời gian này nghiên cứu, bọn họ phát hiện, nơi đây, không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng. Nơi đây, không có bất kỳ linh khí. Nơi đây, phảng phất là vực sâu hạ, chân chính vực sâu chết. Mà Huyết Long và Ma Đế nhà vị trí là một cái to lớn tế đàn. Chỗ này trong không gian, cái này loại tế đàn lại có hơn ngàn cái. Mỗi một cái tế đàn có một cây cổ xưa xiềng xích tương liên. Tế đàn và tế đàn bây giờ, lại là một phiến máu hội tụ sông dài. Ma Đế, ngươi phát hiện cái gì? Huyết Long nặng nề mở miệng, nơi này để cho hắn rất không thoải mái. Ma Đế đứng ở trên tế đàn, quanh thân ma khí đã biến mất, hắn vô cùng ngưng trọng, hai tay chắp sau lưng. Yên lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, chỗ này tồn tại lịch sử, phải cùng luân hồi đứng đầu cùng một thời đại. Hơn nữa, ta dám khẳng định, thậm chí luân hồi đứng đầu quật khởi lúc đó, nơi đây đã sớm tồn tại. Trên tế đàn những phù văn này, tựa hồ, không thuộc về thần quốc, càng giống như là tới từ vực ngoại. Ta thông qua đặc thù lối đi, đi qua vực ngoại lịch luyện, mặc dù là bên bờ chi địa, nhưng vực ngoại phù văn ta quen thuộc. Những thứ này chữ viết rất mịt mờ, sợ rằng nơi này ngăn cách hết thảy linh khí, chúng ta không cách nào vận dụng lực lượng, chính là những phù văn này đưa đến. Già Thiên Ma Đế đưa tay ra, đụng vào vậy trên tường chữ viết, lại có nhàn nhạt lưu quang, vô cùng thần kỳ. Huyết Long, hiện tại chúng ta việc cần kíp là tìm ra nơi này lối ra. Chúng ta sau khi tiến vào, người này miệng lại liền biến mất, nếu như ta không đoán sai, nơi này ra vào miệng vô cùng không ổn định, một mực không ngừng rời đi. Nếu như chúng ta có thể nhúc nhích dùng tu vi, ngay tức thì là được rời đi, nhưng mà dưới mắt bị hạn chế hết thảy, chỉ có hai con đường. Một, vận khí tốt, chúng ta có lẽ có thể gặp phải lối ra. Hai, vận khí không tốt, chúng ta đem vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Dĩ nhiên còn có con đường thứ ba, chính là phá giải lực lượng này bí mật. Ta dự cảm, nơi đây và thượng giới có rất lớn liên lạc, thậm chí và luân hồi đứng đầu chết, cũng có quan. Huyết Long gật đầu một cái, đột nhiên hắn con người đông lại một cái, hướng một phương hướng cấp tốc bắn tới, Già Thiên Ma Đế, tới đây xem. Già Thiên Ma Đế đi tới Huyết Long vị trí, con người đột nhiên co rúm một cái, trong tay liền xuất hiện một khối ngọc bài. Ngọc bài mang thánh khiết quang, dù là nơi đây không có linh khí, đều có từng tia ánh sao lưu động. Trọng yếu hơn chính là, cái này trên ngọc bài có ba chữ to. Đế Huyên Điện. Huyết Long, xem ra, nơi này là thời đại viễn cổ, một cái kêu là Đế Huyên Điện thế lực bố trí. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Nhiều như vậy tế đàn, là dạng gì tích chữ chuẩn bị? Vẫn là nói, Cửu Thiên Thần Long Điện vực sâu hạ, là nghi thức nào đó bắt đầu. Già Thiên Ma Đế lần đầu tiên cảm giác được sự việc khó giải quyết. Tựa như trước mặt hắn là một cái hắc động. Một cái đến gần, cũng sẽ bị cắn nuốt vô tận hắc động. Huyết Long quả nhãn nhắm lại, muốn câu thông Diệp Thần, nhưng phát hiện nơi đây ngăn cách hiệu quả quá mạnh mẽ. Bất quá cũng may,
hắn mơ hồ bây giờ cảm giác được và Diệp Thần quan hệ chặt chẽ. Cái này thuyết minh, Diệp Thần đang hướng Cửu Thiên Thần Long Điện tới. Ma đế, cái này đế uyên điện, chủ nhân hẳn biết. Sợ rằng, những thứ này tế đàn, thật cùng luân hồi đứng đầu chết có liên quan. Huyền Cơ Nguyệt, đế uyên điện, luân hồi đứng đầu, Diệp gia, thượng giới, thần quốc, thật giống như có một sợi dây nối liền. Mà sợi cuối, chỉ sợ là một cái bí mật lớn bằng trời. Điều bí mật này hoặc giả là đời trước luân hồi đứng đầu lựa chọn chết sống lại mấu chốt. Chúng ta tiếp tục tìm đi, ta cảm giác nơi đây còn có đầu mối. Đến lúc đó ta nếm thử nữa có thể hay không câu thông chủ nhân. Mà lúc này, Diệp Thần đang cõng Kỳ Thư Thanh, chạy tới Cửu Thiên Thần Long Điện. Rào! Hư không biến dạng, Diệp Thần và Kỳ Thư Thanh bóng người, xuất hiện ở Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế trước. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, Diệp Thần tim hơi nhảy lên. Cửu Thiên Thần Long Điện, thật sự là quá lớn, hắn mặc dù đã tới, nhưng cũng không có theo dõi rõ ràng bên trong toàn bộ bí ẩn. Cũng không biết Huyết Long và Ma Đế như thế nào. Long Đế tiền bối, vậy biển sâu băng tim ở nơi nào? Diệp Thần âm thầm hỏi, chỉ muốn nhanh lên một chút bắt được chữa trị Kỳ Tư Thanh lửa độc linh vật. Người đi vào nói sau. Bất Diệt Long Đế ngưng trọng nói. Cái này Cửu Thiên Thần Long Điện, mang một tầng to lớn quy tắc cấm chế, nếu như trên mình không có long tộc huyết mạch, cơ hồ không thể nào bước vào đi. Diệp Thần mặc dù có thể bước vào, nhưng Kỳ Tư Thanh, nhưng là tuyệt đối không được. Tư Thanh, ta mang ngươi đi vào. Diệp Thần thanh âm êm dịu, mà lúc này Kỳ Tư Thanh, lửa độc đã nghiêm trọng phát tác, ý thức hôn mê, mềm nhũn thân thể mềm mại, dính sát ở Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần thu liếm tâm thần, sải bước hướng Cửu Thiên Thần Long Điện xông vào. Ông! Hắn tới gần một chút Cửu Thiên Thần Long Điện, một tầng to lớn quy tắc cấm chế, giống như một mặt vách sắt, vững vàng chặn lại hắn bước chân. Phá cho ta! Diệp Thần nặng quát một tiếng, hung hăng một quyền vung ra. Hắn toàn thân linh lực, toàn bộ bơm vào ở trên nắm tay mặt. Một quyền này, mang phá giết núi sông khí thế, hung hăng đụng. Phịch! Quả đấm đụng vào cấm chế vách sắt trên, cấm chế không nhúc nhích tí nào. Mà Diệp Thần, rất miễn cưỡng bị đẩy lui mười mấy bước, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ phải bị thương. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, biết Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế cường hãn, không ngờ tới lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Hắn toàn lực một quyền, lại có thể không thể dung chuyển chút nào, ngược lại gặp phải phản chấn. Diệp Thần! Kỳ Tư Thanh cũng bị chấn tỉnh, cánh tay ngọc ôm Diệp Thần cổ, mắt đẹp hơi hí ra. Nhìn phía trước nguy nga thần bí cổng vào. Tư Thanh, không có chuyện gì, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, năm ngón tay cầm gộp lại, lại lần nữa nặn chặt quả đấm. Ông! Trong quyền phong của hắn, toát ra quỷ dị màu đen hơi thở, hình thành từng đạo thần bí quy luật phù văn. Đây là thượng giới có 102 ăn mòn quy luật. Diệp Thần chuẩn bị vận dụng thượng giới quy luật. Đi dung chuyển Cửu Thiên Thần Long Điện quy tắc cấm chế. Hống! Ngay tại lúc này, một đầu khổng lồ cự thú, từ luân hồi mộ địa bên trong lao ra. Cự thú quanh thân hiện lên đỏ xanh ánh sáng, giống như một đạo đặc thù áo choàng. Uy phong lẫm lẫm đến mức tận cùng. Tiểu Hoàng! Diệp Thần kêu một tiếng, cái này cự thú chính là Tiểu Hoàng. Chỉ gặp Tiểu Hoàng hai con ngươi, một xanh một đỏ. Lưu chuyển đạo đạo sáng chói phủ văn ánh sáng, cuồn cuộn hơi thở cuồn cuộn tràn ngập ra, đơn giản là long trời lở đất. Phá! Tiểu Hoàng hờ hững nhìn chằm chằm phía trước, đỏ đồng phủ văn bỗng nhiên đại thịnh, từng đạo quy luật phủ văn chuỗi thành xích thần, mang xuyên qua ngân hà khí thế, hung hăng đi về trước đánh vào. Oanh! Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế vách sắt, ngay tức thì bị giải khai. Mà Tiểu Hoàng, chọc thủng cấm chế vách sắt sau đó. Hóa thành một đạo lưu quang, trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Lại có thể như thế ung dung, liền chọc thủng cấm chế. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời thật khiếp hãi, không nghĩ tới Tiểu Hoàng lực lượng, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Cái này hung thú, không đơn giản à. Ta thậm chí cảm giác được mới vừa rồi Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế tựa hồ sợ cái này đầu hung thú. Bất Diệt Long Đế cũng là kinh hãi. Cái này Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế, đặc biệt vững chắc,
coi như là hắn và Diệp Thần, vậy không có cách nào. Nhưng hiện tại, Tiểu Hoàng ra tay một cái ánh mắt, liền kích phá cấm chế cách trở, đơn giản là khủng bố. Thằng nhóc, mau vào đi. Bất Diệt Long Đế thúc giục. Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế rất đặc thù, chỉ cần hạch tâm không có bị phá hoại, coi như bề mặt bị kích phá, vậy sẽ nhanh chóng tu bổ. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này cõng Kỳ Tư Thanh, nhanh chóng bước vào rồng thần trong điện đi. Mà ở hắn mới vừa bước vào ngay tức thì, sau lưng cấm chế, chính là khôi phục như lúc ban đầu, nếu như chậm một chút nữa, hắn liền không vào được. Đi, đi máu rồng biển sâu, vậy linh vật ở đáy biển bên trong. Bất Diệt Long Đế xa xa cho Diệp Thần chỉ một phương hướng. Diệp Thần khẽ gật đầu, lúc này cất bước đi. Đi tới nửa đường, hắn đi tới một tòa vực sâu. Cái này vực sâu, chính là nhốt huyết long chỗ. Nhưng hiện tại, vực sâu trống trơn như vậy, nhưng không thấy máu long tung tích. Huyết long đi nơi nào? Diệp Thần có chút nghi ngờ, huyết long trước đây một mực bị kẹt ở vực sâu, nhưng hiện tại nhưng không thấy bóng dáng. Cái này sau lưng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cau mày, bất quá, hiện tại Kỳ Tư Thanh đe dọa, hắn tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức tiếp tục đi tới trước, đi máu rồng biển sâu. Ừng ực. Ở trong bóng tối đi về phía trước, bỗng nhiên, Diệp Thần phát hiện trước mặt sáng lên huyết quang, còn nghe được nước chảy sôi trào thanh âm, vội vàng bay vút lên. Phía trước, là một phiến vắng lặng đỏ tươi biển hồ. Chung quanh tất cả đều là máu mông mông sương mù dày đặc, không có cỏ cây, không có sinh cơ, cũng không có ai hành động, chỉ có một phiến biển hồ, bên trong rót đầy thối giữa máu loãng, chìm nổi trước rất nhiều hình rồng hài cốt, không ngừng tức giận ngâm nhô ra, phanh một tí lại nổ tung, toát ra càng nồng nặc xương máu. Trong phảng phất, còn hóa thành đủ loại dữ tợn khuôn mặt. Mà chung quanh hư không, cũng là xuyên thấu từng cái lỗ thủng, có chút điểm tinh quang lưu tán đi ra. Nơi đây, chính là máu rồng biển sâu. Bất Diệt Long Đế thanh âm truyền ra, chỗ này sát khí, đặc biệt sâu nặng, tích lũy mấy vạn năm long thì máu oán, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú, vô cùng nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Ừng ực. Biển trong hồ mặt, có rất nhiều quỷ dị sinh linh, cá tôm sứa vân. Vân, bề ngoài đều là xấu xí dữ tợn, và ngoại giới hoàn toàn không cùng. Bất Diệt Long Đế nói chuyện bây giờ, thì có một đầu cá mập lớn, từ biển trong hồ toát ra, cắn chết một cái cả người vảy đen cá chép, nhai kỹ không có vào trong nước. Diệp Thần thấy một màn này, thầm kinh hãi. Long huyết này biển sâu, quả nhiên là hiện đầy hung hiểm. Nếu như chỉ là hắn một người, tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại lưng đeo Kỳ Tư Thanh, muốn phân hiểu lòng cố, hắn có thể không dám khinh thường. Nếu như có thể, Diệp Thần rất muốn cầm Kỳ Tư Thanh ở lại bên bờ, mình lặn hạ biển sâu, tìm vậy băng tâm linh vật. Nhưng vấn đề là, cái này biển trong hồ yêu vật quá nhiều, nếu như cầm Kỳ Tư Thanh lưu lại, biển khơi yêu thú sợ rằng phải bò lên bờ, sống sờ sờ cầm nàng xé nát. Tư Thanh, chúng ta đi xuống đi. Diệp Thần quyết định tiếp tục cõng nàng, lẻn vào đáy biển bên trong đi. Kỳ Tư Thanh nửa ngủ nửa tỉnh, phát ra mơ mơ màng màng thanh âm. Xích Trần Thần Mạch, mở. Viêm Bia, khải. Diệp Thần trong lòng trầm hát, lúc này mở Xích Trần Thần Mạch, bảo vệ được mình. Đồng thời, hắn thúc giục Viêm Bia, bảo vệ Kỳ Tư Thanh, miễn được nàng bị thương. Làm xong phòng vệ, Diệp Thần hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào máu rồng biển sâu bên trong. Rào. Hắn vừa tiến vào biển trong hồ, chung quanh yêu vật sinh linh, tất cả cá sấu cá mập, âm hồn sứa, thiết cua ma tôm, toàn bộ sợ hãi kêu chạy tứ tán đi. Những yêu vật này, linh trí cao vô cùng, cảm nhận được Diệp Thần hơi thở lợi hại, cho nên không dám đến gần, vậy tiết kiệm Diệp Thần rất nhiều phiền toái. Hả? Mà một bước vào máu rồng biển sâu, Diệp Thần cũng cảm giác được, vô cùng vô tận oán niệm sát khí, điên cuồng đè ép tới. Cái này phiến biển sâu, mai táng không biết nhiều ít cái cốt rồng thi hài, tích lũy sát khí ngập trời. Diệp Thần một bước vào, liền gặp phải sát khí nghiền ép, tinh thần không ngừng rung, lộ ra thống khổ diễn cảm. Nếu như chỉ là hắn một người, tự nhiên có thể đối phó, nhưng hiện tại phải chiếu cố Kỳ Tư Thanh, cũng không như vậy dễ dàng. Bất quá vậy thật may,
huyết mạch hắn vô cùng mạnh mẽ, mượn xích trần thần mạch ngăn cản, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại sát khí đánh vào, không có bị thương. Rào, rào, rào. Diệp Thần tiếp tục đi đáy biển lẻn đi, cả người linh lực trúc thành liền một tầng vòng bảo vệ, ngăn cách nước chảy đánh vào. Hắn càng lặn xuống, áp lực lại càng lớn. Diệp Thần cắn răng chịu đựng, bỗng, từng trận vang dội tiếng rồng ngâm, ở bên tai vang khắp lên, xen lẫn to lớn oán niệm. Chỉ thấy chung quanh máu loãng bên trong, toát ra vô số đạo thượng cổ chi long hư ảnh. Mỗi một đạo, đều mang kinh khủng oai rồng và sát khí. Ở thời đại thượng cổ, nơi này hiển nhiên bùng nổ qua đại chiến, vô số long tộc, bị chém chết mai táng, chết nơi đây, tích lũy vô tận oán niệm. Mãi mãi oán niệm, hóa thành long ảnh, hung hăng xông về Diệp Thần, giống như phải chiếm đoạt sơn hà. Phá cho ta! Diệp Thần ánh mắt sắc bén, sử dụng sát kiếm, nắm thật chặt nơi tay tim, cuồng như vậy một kiếm chém ra. Sấm hoang phách tinh kiếm. Cuồn cuộn lôi quang, hòa lẫn điểm điểm tinh mang, hóa thành một đạo vô cùng kiếm khí, hung hăng chém chết. Chung quanh long ảnh, ở kiếm khí nghiền ép hạ, nhất thời biến mất không còn một mống. Hô! Mà Diệp Thần, cũng là hao phí không thiếu khí lực. Chung quanh sát khí long oán, thừa dịp hư mà vào, như một chuôi đồ sộ cái chùy, hung hăng gõ ở Diệp Thần thức hải bên trong. Phốc xích! Nhất thời! Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, trên mình bị thương. Nhưng Kỳ Tư Thanh, nhưng là bình yên vô sự hình dáng. Diệp Thần từ đầu đến cuối bảo vệ nàng, coi như mình bị thương, cũng sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Diệp Thần. Kỳ Tư Thanh hơi mở tròng mắt, cũng nhìn thấy Diệp Thần vì mình làm hết thảy, nội tâm cảm động không thôi. Đừng nói chuyện, an tâm nghỉ ngơi. Ban đầu ta tiến vào Côn Lôn hư, ngươi một mực bảo vệ ta. Lần này đổi ta. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Diệp Thần cắn răng, cầm sát kiếm, vạch nước mở đường, một đường lặn rơi. Thật may thượng cổ chi long ma ảnh hiện tại đã lui bước, hắn không có lại bị cái gì ngăn trở. Rốt cuộc, Diệp Thần đi tới đáy biển. Chỉ gặp một cây to lớn cột đá, đứng sừng ở đáy biển trên vùng đất, cao vút thẳng tắp, như thông thiên trụ khổng lồ, không thể với cao. Mà trên cột đá mặt, đại bàng đầy ra phức tạp hơn phù văn, lộ ra khí tức cổ xưa. Cột đá phía trước, là một cái to lớn tế đàn. Phía trên tế đàn, lơ lửng một viên sáng chói tinh thạch, toàn thân băng tuyết xương trắng, tản mát ra ti ti lũ lũ khí lạnh. Vậy tinh thạch, liền là biển sâu băng tim. Bất diệt long đế thanh âm truyền ra. Biển sâu băng tim. Diệp Thần tim giật mình, trợn to hai mắt. Cho dù cách nhau xa xôi. Hắn vậy có thể cảm nhận được, vậy tinh thạch tản ra lạnh như băng hơi thở. Vật này, có lẽ thật có thể hóa giải lửa độc. Diệp Thần sải bước tiến lên trước, rắc rắc, một cục xương, ở dưới chân hắn bể tan tành. Chung quanh tế đàn, chất đầy tầng tầng cốt rồng, không biết có nhiều ít long tộc, đã từng ở chỗ này chết, bị mai táng biển sâu. Vô cùng vô tận tĩnh mịch hơi thở, điên cuồng tản mát ra. Ở tế đàn bốn phương. Không có một chút vật còn sống bóng dáng, liền tiểu ngư tôm nhỏ cũng không có, thậm chí liền rong biển miếng lá cũng không gặp, hoang vu một phiến, tuyệt đối tử địa. Diệp Thần nắm chặt sát kiếm, toàn bộ tinh thần phòng bị. Chỗ này, hiện đầy nguy hiểm hơi thở, khẳng định cất giấu cái gì ma vật. Thằng nhóc, thật giống như có điểm không đúng, người rút lui trước đi ra ngoài hãy nói. Bất diệt long đế trầm giọng nói, ta cảm giác được. Nơi này tựa hồ có nguy hiểm gì? Biển sâu băng tim đang ở trước mắt, ta há có thể tay không trở về. Diệp Thần ánh mắt kiên định, không có động tĩnh, sải bước đạp đầy đất thi hài, hướng tế đàn đi tới. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Một cái cốt rồng, không ngừng ở Diệp Thần dưới chân nghiền, hung hãn sát khí tràn ngập ra, điên cuồng chèn ép Diệp Thần. Diệp Thần coi giữ tâm thần, đồng thời bảo vệ Kỳ Tư Thanh. Không có động tĩnh, từng bước tiến về trước. À, cường hãn như vậy thân xác, hùng hậu như vậy huyết mạch ngược lại không gặp nhiều. Một đạo cổ xưa thê lương long ngâm, bỗng nhiên vang khắp lên. Vô số thi hài chấn động, máu loãng sôi trào, lao một cái kinh khủng khí tức uy nghiêm, từ đáy biển dưới đất tản ra. Không tốt, Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, biết có biến cố phát sinh, lúc này tung người bay vút,
đưa tay muốn cướp lấy băng tim tinh thạch. Phịch! Nhưng mà, một cái to lớn long chảo, nhưng đột phá chọc thủng mặt đất, hung hăng hướng hắn lướt đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mượn nước chảy thế, lăng không vặn eo xoay người, cõng Kỳ Tư Thanh rơi trên mặt đất. Cái long chảo này, hiện đầy mạng nhện vậy vết thương, không biết nhận chịu bao nhiêu vết thương, lộ vẻ được giữ tợn thê lương. Hạ một sát, long chảo lộ ra. Một đầu khổng lồ hắc long, dưới đất chui lên, thông suốt xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Đầu này hắc long, cả người ma khí cuồn cuộn, hiện đầy màu đen miếng vảy, cũng không phải là cái gì hư ảo bóng dáng, mà là sống sờ sờ thân thể, tràn đầy vô cùng cường đại khí huyết chập chờn. Vô cùng vô tận ma khí, từ nơi này hắc long trên mình tản mát ra. Chung quanh máu loáng, cũng chấn động kịch liệt đứng lên, hình thành từng cái một vòng xoáy, vô số thi hài bị vòng xoáy cắn nát, chung quanh một mảnh hỗn độn. Diệp Thần chấn định ở bước chân, khá có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hắc long. Đầu này hắc long, trên mình hiện đầy vết sẹo, không biết trải qua nhiều ít đại chiến, nhiều ít tổn thương. Mà để cho Diệp Thần kinh ngạc, cái này hắc long, hơi thở và vực ngoại ma long, đặc biệt tương tự. Thằng nhóc, người thân xác huyết mạch không tệ, chính là thượng thiên ban cho bổn tọa tuyệt hảo thân xác. Hắc long ánh mắt uy nghiêm, trong mắt tản mát ra trùng trùng hung mang. To lớn long chảo, lăng không bạo giết tới, muốn nhất kích giết chết Diệp Thần. Muốn đoạt xác. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời xem thấu hắc long ý niệm, lập tức khua kiếm ngăn cản. Hiển nhiên, đầu này hắc long và vậy vực ngoại ma long như nhau, vậy trải qua thượng cổ đại chiến. Chỉ là, nó ở vực ngoại trong đại chiến bị thương, hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng, thân xác rất nhanh liền phải bỏ mạng. Nó vẫn ẩn núp trước, cũng không có xem vậy vực ngoại ma long như vậy bại lộ, nó từ đầu đến cuối che đậy mình hơi thở, chờ đợi sống lại cơ hội. Hiện tại, nó rốt cuộc đến lúc, chỉ muốn chiếm thân xác Diệp Thần, cướp đoạt Diệp Thần thân thể, nó là có thể thoát khỏi trói buộc, trở lại vực ngoại đi. Phịch, to lớn long chảo, hung hăng vỗ xuống. Diệp Thần giơ kiếm đón đỡ, chỉ cảm thấy cự lực như núi, hung hăng dưới áp chế tới. Hắn bước chân, không khỏi thật sâu mất vào tay giặc ở cát biển bên trong, cơ hồ muốn rơi xuống. Nhưng Diệp Thần biết, trên người mình cõng Kỳ Tư Thanh, không thể ngã xuống. Phá! Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, lăng tiêu võ ý và hủy diệt mộ đạo phóng thích, cứng rắn là chấn khai hắc long móng vuốt. Cái này hắc long, mặc dù cả người vết sẹo, nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ. Coi như là ở hắn thời kỳ toàn thịnh, đối phó này nhóm cao thủ, Diệp Thần cũng phải thận trọng. Mà hiện tại, hắn bị biển sâu máu trong nước long oán đánh vào, vốn là bị thương nhẹ, tình thế càng không cần lạc quan. Ha ha, có chút ý tứ. Hắc Long cảm thụ Diệp Thần võ đạo ý vận, híp mắt gật đầu một cái. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị nó một móng vuốt nghiền nát, nhưng Diệp Thần lại có thể ngăn cản, có thể gặp thực lực nội tình có bao nhiêu thâm hậu. Cái này loại thân thể, đơn giản là để cho nó thèm thuồng một mét. Đáng tiếc, cuối cùng là còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn độn con kiến hôi, nhận mệnh đi. Hắc Long trong mắt sát khí uy nghiêm, móng vuốt lại lần nữa vung ra, hung hăng chấn áp. Nó xem thấu Diệp Thần tu vi, nó có đầy đủ tự tin, đối phương tuyệt đối không phải mình địch thủ. Chỉ cần đánh bại Diệp Thần, nó liền có thể thuận lợi đoạt xác, cướp đoạt Diệp Thần cái này cái có tiềm lực vô tận thân thể. Ung ung, cuồng bạo long chảo, rất miễn cưỡng xé ra máu loáng, mang cuồn cuộn thiên thần oai rồng, ngang nhiên hướng Diệp Thần giết hạ. Đạo đạo quy luật phù văn, ở hắc long móng vuốt trên bộc phát ra. Biển sâu chấn động, hư không ô minh. Chư thiên bát hoang, tựa hồ cũng có vô cùng oai rồng ma khí chấn động, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nắm chặt sát kiếm, đang muốn nghênh kích, nhưng bỗng, sát kiếm nổ lên một chùm tinh mang, lại sản sinh ra quỷ dị biến hóa, điên cuồng hấp thu chung quanh long sát khí. Cái này sâu trong biển, không biết bỏ mình nhiều ít ngày long. Mỗi một cái long thi, đều có sát khí kinh thiên oán niệm. Mà lúc này, Diệp Thần trong tay sát kiếm, lại có thể xảy ra dị biến. Máu loãng bên trong ẩn chứa long sát khí, điên cuồng đi thân kiếm hội tụ đi. Nguyên bản máu mông mông nước biển, lại có thể rất sắp biến thành màu sắc xanh thẳm.
quanh quẩn ở chóp mũi mùi máu tanh, vậy nhanh chóng tiêu tán. Hiện tại Diệp Thần hô hấp đến, là mát rượi khí tức mát mẻ. Trên người hắn áp lực, vậy nhanh chóng biến mất. Nhiều long sát oán niệm, đều điên cuồng bị sát kiếm hấp thu. Ông! Sát kiếm thôn nạp không biết nhiều ít long sát khí, nhất thời nổ lên vô tận hắc vụ, vô tận ma uy. Hắc vụ sôi trào gian, hóa thành từng đạo kinh thiên động địa phù văn, thấm ra cổ xưa thê lương hơi thở. Ở long sát khí dưới sự xung kích, sát kiếm cất giấu năng lượng, cũng là không ngừng tản mát ra. Thanh kiếm này, mũi nhọn lộ ra, hắc khí ngất trời. Cái gì? Hắc Long thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Thần thanh kiếm này, còn có thể hấp thu chung quanh long sát oán niệm. Khí tức thật là cường đại. Diệp Thần ánh mắt trợn to, cũng là cảm thấy khiếp sợ. Cái này cầm sát kiếm lai lịch tuyệt không bình thường, vốn là mạnh mẽ, hiện tại hấp thu như thế sát khí nồng nặc, thượng cổ cất giấu bộ phận kiếm uy, nhất thời mãnh liệt ra. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần nâng kiếm cuồng xông lên, thân thể một cái lóe lên, vọt tới huyết long trước mặt. Diệt thiên kiếm quyết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hung hăng một kiếm phách đánh tiếp. Mũi nhọn lộ ra sát kiếm, dẫn động muôn vàn sát ý, hơi thở cuồng bạo ngang nhiên gào thét ra. Vô cùng vô tận sấm sét, ở biển sâu bên trong nổ vang, còn có vô tận sáng chói tinh mang, như sao rơi vũ vậy lăn xuống. Diệp Thần một kiếm này, đơn giản là khủng bố. Sát kiếm bộc phát ra uy nghiêm sát khí, và diệt thiên kiếm quyết ý vận, toàn bộ dung hợp vào một chỗ, mang xuyên qua tinh trụ khí thế, phải đem Hắc Long chém thành mảnh vỡ. Hắc Long tròng mắt trợn to, hoàn toàn kinh hãi. Nếu như là thông thường diệt thiên kiếm quyết, chưa chắc có thể thương tổn tới nó. Nhưng hiện tại, Diệp Thần sát kiếm biến dị, bạo phát ra sát khí ngập trời. Một kiếm này, mang cuồn cuộn long sát uy nghiêm, tựa hồ muốn chấn áp thiên địa, hung hăng bao phủ chém xuống. Suy, động trời kiếm khí, chém vào Hắc Long trên mình. Nhất thời, nó phủ đầy vết sẹo thân thể. Xuất hiện lần nữa một đạo sâu đậm kiếm tổn thương, máu tươi đầm đìa. À, thằng nhóc, có chút bản lãnh. Hắc Long bị thương bị đau, nhất thời phát ra kêu đau, hơi có điểm chật vật lui về phía sau chạy đi. Diệp Thần cầm kiếm rơi xuống đất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hắc Long, nắm chặt chuôi kiếm. Hắn biết Hắc Long da dày thịt thô, khí huyết hùng hồn, một kiếm là giết không chết nó, phải xuất thủ lần nữa. Đáng tiếc. Người ta bây giờ, thực lực chênh lệch quá xa, người vẫn là nhận mệnh đi. Hắc Long liếm môi một cái, trên mình tản mát ra vô số thiên thần quy luật phù văn, từng luồng phù văn, ở nó trên vết thương đan vào, ngay tức thì giảm đau cầm máu. Nó ánh mắt, hứng thú càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thần chính là một người còn không hoàn toàn bước vào hỗn độn cảnh tiểu tử, mới vừa lại có thể bùng nổ như thế lợi hại một kiếm. Cũng không một là dựa vào binh khí uy lực đơn giản như vậy, tự thân võ đạo nội tình, nhất định vậy là vô cùng kiên cố. Nếu như có thể đoạt xác Diệp Thần, trở lại vực ngoại, nếu thời gian dài, nó có lẽ có thể đột phá đỉnh cấp, vượt qua huy hoàng của ngày xưa. Cho bổn tọa chân áp. Hắc Long móng to vung ra, lần này, nó không có lại nương tay. Hào hùng thiên thần uy nghiêm, cuồng như vậy gào thét ra. Nước biển chung quanh. Kịch liệt sôi trào, đáy biển đất cát mãnh liệt, đục ngầu một phiến. Một phiến vảy rồng, từ Hắc Long trên thân thể đánh ra, hóa thành một chuôi kinh thiên tím kim cái chùy, mang nổ thiên địa thần uy, hung hăng gõ Diệp Thần đầu lâu. Mới vừa, Hắc Long không dám dùng toàn lực, sợ hủy diệt Diệp Thần thân thể, đưa đến đoạt xác thất bại. Nhưng hiện tại, nó thấy Diệp Thần nội tình thâm hậu như vậy, cũng không có cái gì nương tay, trực tiếp xử xuất một kích mạnh nhất. Ngút trời tím kim cái chùy, mang huyền chân ngọn lửa, kinh thiên thiểm lôi, vô tận gió bão vân. Vân khí tượng, rời sông lấp biển, chấn áp hết thảy, lăng không đập rơi xuống. Đáng sợ như vậy cái chùy đánh, nếu như bị đập trúng, coi như không chết, vậy phải bị thương nặng. Cái này Hắc Long thực lực quả nhiên khủng bố. Lúc này Diệp Thần, còn chưa bước vào hỗn độn một bước cuối cùng, chênh lệch thực sự quá lớn. Diệp Thần. Ở tím kim trùy uy nghiêm bao phủ hạ, Kỳ Tư Thanh vậy thức tỉnh. Nàng nhẹ nhàng gọi Diệp Thần, mắt đẹp mang vẻ ngưng trọng. Huyền cơ nguyệt uế đất phân thân, tu vi cũng chỉ là thiên thần cảnh 4 tầng thiên mà thôi.
Đầu này Hắc Long, thực lực vào huyền cơ nguyệt một tầng thứ, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào. Kỷ Tư Thanh muốn phải giúp một tay, nhưng lửa độc truyền thân, tánh mạng đe dọa, nàng nhưng là cái gì vậy không giúp được. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dồn khí đan điền, cổ họng thanh tảng, Diệp Thần trên mình tràn ra một chút hồng mông hơi thở, đang muốn không để ý hết thảy, thi triển Thiên Long Bát Thần Âm. Nhưng bỗng nhiên, trong cơ thể hắn, nhưng là vọt ra khỏi đỏ xanh hai đạo ngập trời ánh sáng. Một đầu mãnh thú, mang hồng hoang hơi thở, thân thể vô cùng nguy nga, từ Diệp Thần trong cơ thể vọt ra. Một đỏ một xanh hai viên con ngươi, lưu chuyển vô số huyền ảo cổ xưa phù văn. Hoang cổ hơi thở, không ngừng từ trên người nó tản mát ra. Chính là tiểu hoàng. Hống. Tiểu hoàng hai viên con ngươi, bạo phát ra động trời tinh mang, như phi kiếm xuyên thủng, hung hăng hướng Hắc Long lướt đi. Thái cổ di chủng, hai con ngươi ác mộng. Làm sao có thể xuất hiện ở thần quốc Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong? Hắc Long cả kinh thất sắc, lại thời gian đầu tiên liền nói ra tiểu hoàng lai lịch. Hơn nữa diễn cảm cực độ kinh hoàng. Giống như gặp quỷ. Nó lật đật đung đưa thân thể, né tránh tiểu hoàng chém chết. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, ở Diệp Thần trong cơ thể lại có thể cất giấu kinh khủng như vậy hung thú. Hai con người ác mộng, đây là thái cổ di chủng, có vô cùng khoáng đạt lực lượng. Một khi khôi phục thái cổ huyết mạch, giờ móng bây giờ, liền có thể nghiền ép ngân hà, đặc biệt chi lợi hại. Phịch, tiểu hoàng móng vuốt phung lên, đem vậy tím kim cái chùy đánh được nghiền, chợt thân thể đạp chết, dương ra miệng to, lộ ra kiếm kích vậy răng, hung hăng hướng Hắc Long táp tới. Hắc Long ánh mắt nặng luyện, không dám thở ơ. Móng to vừa nhấc, đạo đạo đen nhánh quy luật phủ văn xông ra, quấn quanh liền kết, bày thành công bức tường khí. Oanh! Tiểu hoàng móng nhọn nhất kích, thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh nát quy luật bức tường khí. Không hổ là thái cổ di chủng. Hắc Long liên tiếp lui về phía sau, nhìn tiểu hoàng uy mãnh như núi hình dáng, không khỏi liếm môi một cái. So với đoạt xác Diệp Thần, nó càng muốn đoạt xác tiểu hoàng. Bởi vì, tiểu hoàng là thái cổ di chủng, dẫu sao là hung thú, và Diệp Thần so sánh, hơi thở huyết mạch thích hợp hơn nó. Cho một mình ngươi chữ, cút. Tiểu hoàng như núi cao vậy đứng vững vàng, cả người yêu khí ngất trời, lạnh mục nhìn chằm chằm Hắc Long, không có động thủ nữa. Cửu Thiên Thần Long Điện quy tắc hạn chế, đặc biệt to lớn. Mà long huyết này biển sâu, lại là hiện đầy long sát khí, cho dù bị Diệp Thần sát kiếm hấp thu rất nhiều, nhưng trong tế đàn mặt còn đang không ngừng xông ra, xanh thẳm nước biển dần dần khôi phục máu tươi vậy màu sắc. Ở quy tắc hạn chế và long sát khí dưới ảnh hưởng, tiểu hoàng thực lực vậy gặp phải áp chế. Nếu không, nó đã sớm giết chết Hắc Long. Ngươi thực lực, tựa hồ bị áp chế. Hắc Long liếm môi một cái, vậy xem thấu tiểu hoàng xương sườn mềm. Đã như vậy, ngươi cái này thân xác, thuộc về ta. Hắc Long quát to một tiếng, trong mắt bỗng ác liệt, trên mình nổ lên một chùm oành màu đen lửa cháy mạnh. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh gian. Nó long hồn không ngừng thiêu đốt, tản mát ra hào hùng uy thế. Cháy hồn phách, tự tìm cái chết. Thấy vậy, tiểu hoàng ánh mắt có giúp một cái, hai móng hung hăng đạp chết ra, trực kích Hắc Long đầu. Đốt ta tinh hồn, táng diệt chư thiên. Hắc Long cổ họng phát ra cổ xưa thanh âm, móng vuốt liền liền đánh ra đen nhánh ấn quyết. Lúc này nó, đang thiêu đốt chiếc hồn phách của mình, không biết muốn thi triển thần thông gì. Một khi hồn phách cháy hết, nó thì phải đèn cạn dầu mà chết. Súc sinh này, phải liều mạng. Diệp Thần ánh mắt run lên, vậy nhìn thấu Hắc Long quyết tâm. Hắc Long vì đoạt xác tiểu hoàng, đơn giản là không đếm xỉa đến, liền hồn phách của mình cũng cháy hết, lấy này làm giá, chuẩn bị thả ra một môn kinh thế thần thông. Long hồn cháy, ngọn lửa đen nóng rực. Nước biển chung quanh, đều bị bốc hơi rớt, ngay tức thì xuất hiện một cái xương trắng hừng hực không gian. Lúc tối long, chiếm cứ ở trong hư không, trên mình tản mát ra lớn hủy diệt, đại phá giết, lớn tai nạn hơi thở, khủng bố dị thường, chấn động tâm hồn người. Hồng mông cổ pháp, vĩnh dạ đại ma thiên. Bỗng, Hắc Long ngửa mặt lên trời dài ngâm, tiếng chấn chín cao. Vô cùng hồng mông hơi thở, điên cuồng từ nó thân thể bộc phát ra, từng đạo thiên thần quy luật, từng luồng hồng mông phù văn,
hỗn hợp hóa thành vô số nổ tung hắc vụ, như ác ma xúc tu, bốn bề tràn ngập ra. Rào! Toàn bộ máu rồng biển sâu, ngay tức thì đổi được một phiến đen nhánh, lại cũng không có một chút ánh sáng. Diệp Thần ánh mắt, nhất thời lâm vào hắc ám, thứ gì cũng xem không thấy. Chú ý, là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Tiểu Hoàng phát ra kêu lên. Hắc Long thì triển ra thần thông, lại là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, vĩnh dạ đại ma thiên. Muốn thi triển hồng mông cổ pháp, cần phải bỏ ra giá cực lớn. Lúc tối long, không tiếc cháy hồn phách, bất chấp phải chết nguy hiểm, cũng phải thi triển hồng mông cổ pháp, hiển nhiên là muốn tiêu diệt Tiểu Hoàng và Diệp Thần, đoạt xác sống lại. Vĩnh dạ đại ma trời, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, uy lực không thể khinh thường. Có thể tập được phương pháp này, vậy có thể thấy được đầu này Hắc Long thân phận có bao nhiêu tôn quý. Ẩn núp ở chỗ này lâu như vậy, liền vì hôm nay. Thật là nặng tâm cơ. Phương pháp này vừa ra, thiên địa càn khôn, sơn hà nhật nguyệt, thì phải rơi vào hắc ám vĩnh dạ bên trong đi, vĩnh viễn vậy không thấy được quang minh. Ở vô tận trong đêm tối, người linh thức hồn phách sẽ gặp phải to lớn đánh vào, sinh ra đủ loại sợ hãi chấn động phố tâm trạng, sống sờ sờ bị sợ chết. Coi như tâm trí kiên định, không chịu vĩnh dạ sợ hãi ảnh hưởng, cũng sẽ bị vĩnh dạ kết giới sản sinh ra rất nhiều huyễn thú, sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Cả tòa máu rồng biển sâu, nhất thời thành vĩnh dạ kết giới. Lúc tối long, chính là cái này phiến kết giới nắm giữ. Diệp Thần tâm thần lay động, chỉ cảm thấy vô tận sợ hãi, hắc ám, tuyệt vọng cùng tâm trạng, sơn hô hải khiếu vậy nghiền ép tới. Hắn vội vàng chấn định tâm thần, ngăn cản hắc ám khí tức xâm nhiễm. Diệp Thần, ta thật sợ hãi. Mà Kỷ Tư Thanh, ở hắc ám khí tức bao phủ hạ, nhưng là hoàn toàn lâm vào sợ hãi, lại cũng không có ngày xưa kinh thiên động địa nữ võ thần khí thế. Nếu như Kỷ Tư Thanh khỏe hẳn, tự nhiên không sợ. Nhưng mà giờ phút này, là Kỷ Tư Thanh thời điểm suy yếu nhất à. Nàng thậm chí ngay cả động dùng linh lực đều là một loại xa cầu. Nàng cuối cùng là một người phụ nữ, cũng sẽ có sợ hãi. Không có sao, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần cầm nàng để xuống, để dưới đất, ôm chặt lấy nàng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng an ủi nàng. Đồng thời thúc giục viêm bia, áp chế nàng trong đan điền lửa độc. Mà viêm bia ánh sáng, ở vô tận vĩnh dạ bên trong, vậy không thấy được chút nào ánh sáng. Thế giới chung quanh, hoàn toàn là bóng tối một phiến. Phá cho ta! Bỗng, một tiếng kinh thiên thú hống, đột nhiên vang dội. Một đỏ một xanh hai đạo tinh mang, mang xuyên qua núi sông khí phách, hung hăng xuyên thủng hắc ám, hướng hắc long lướt đi. Có chút ý tứ, lại có thể dung chuyển bổn tọa vĩnh dạ kết giới. Hắc Long tuét miệng cười một tiếng. Đang thi triển ra vĩnh dạ đại ma thiên hậu, nó chính là mảnh thế giới này nắm giữ, nhưng hiện tại, Tiểu Hoàng lại có thể dung chuyển nó quy luật. Thái cổ di chủng, quả nhiên có ngập trời thần uy. Nếu như cái này quá cổ di chủng hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, ngừng tụ ba giọt máu mạch sơ khai, tuyệt đối đáng sợ. Vĩnh dạ đại ma trời, ta là ma chủ, cho ta trấn áp. Hắc Long nhưng là không sợ. Trong mắt động một cái, thì có một cái cầm hắc khí ngưng tụ thành phi đao, từ trong hư không phá giết ra, đem Tiểu Hoàng bắn ra tinh mang năng lượng chém bể. Vĩnh dạ đại ma trời, hồng mông cổ pháp, uy lực há là trò đùa. Ở kết giới này bên trong, Hắc Long chính là ma chủ, sức chiến đấu thật to tăng lên. Vĩnh dạ huyễn thú, cuốn sạch thiên địa. Hắc Long đánh ra đạo đạo ấn quyết, nhất thời, vô số chỉ quỷ dị huyễn thú. Ùn ùn kéo đến bạo dũng ra, hung hăng hướng Tiểu Hoàng bao phủ đi. Đáng chết! Tiểu Hoàng trong mắt xét một cái này Hắc Long vì đoạt xác nó, đơn giản là liều mạng, liền hồn phách cũng cháy hết, cái này hỗn hợp long hồn thiên uy hồng mông cổ pháp, lực sát thương có thể tưởng tượng được. Suy suy suy! Tiểu Hoàng hơi thở lững lờ, sử dụng từng đạo phù văn, bảo vệ tự thân. Hạ một sát, vô số chỉ dương nanh múa vuốt huyễn thú. Cuồng như vậy đạp chết tới, ngay tức thì đem phù văn bảo vệ đánh nát, hung hăng đụng ở trên người nó. Hống! Nhất thời, Tiểu Hoàng phát ra một tiếng nặng nề gầm to, thân thể gặp phải xé, xuất hiện từng cái vết thương, máu tươi đầm đìa. Cho dù nó là thái cổ di chủng,
ở Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên trấn áp xuống, cũng phải bị huyễn thú đả thương. Tiểu Hoàng, người thế nào? Diệp Thần cảm thấy không ổn, bốn phía một phiến hắc ám, hắn cái gì vậy xem không thấy, nhưng nghe đến Tiểu Hoàng truyền ra tiếng hô, rõ ràng tình thế bất lợi. Tốt cơ hội. Hắc Long ánh mắt vui sướng, hiện tại Tiểu Hoàng bị thương, chính là nó đoạt xác lớn thời cơ tốt. Không thể kéo dài được nữa, nó long hồn cơ hồ muốn cháy hết, đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Nếu như lại không đoạt xác, nó hồn lực hao hết, không cần người khác động thủ, mình vậy phải bỏ mạng. Huống chi, Tiểu Hoàng là thái cổ di chủng, trời mới biết nắm giữ nhiều ít mạnh mẽ thủ đoạn, vạn nhất bị nó phản công, vậy thì phiền toái. Cơ hồ là Tiểu Hoàng bị thương ngay tức thì, một món giả nua long hồn, liền từ hắc long thân thể bên trong bay ra, hung hăng chui vào Tiểu Hoàng thân thể. Nhất thời, Tiểu Hoàng cảm thấy đầu đau nhức. Hắc long long hồn, đã cưỡng ép xông vào nó đầu óc, thì phải cưu chiếm thước ổ, cưỡng ép đoạt xác. Chính là một đầu hèn mọn huyết mạch vực ngoại thú, người muốn đoạt xác ta. Nằm mộng ban ngày, Tiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cả người huyết mạch năng lượng, điên cuồng bùng nổ. Vậy màu đỏ con ngươi lại tản ra một đạo cực kỳ ánh sáng sáng chói. Thành tựu hai con ngươi ác mộng, thế gian có ai tư cách đoạt xác? Đây cũng là Tiểu Hoàng kiêu ngạo. Từng cổ một minh mông huyết khí, không ngừng xông lên Tiểu Hoàng thức hải, ngăn trở Hắc Long đoạt xác. À, làm sao có thể? Hắc Long phát ra kêu lên, nó còn lấy là Tiểu Hoàng bị thương dưới, mình rất dễ dàng là có thể đoạt xác thành công. Nhưng không nghĩ tới, Tiểu Hoàng khí huyết, lại có thể lớn mạnh như vậy, ngay tức thì chặn lại nó xâm chiếm. Diệp Thần cái gì vậy không thấy được, nhưng vậy cảm nhận được Hắc Long muốn đoạt xác Tiểu Hoàng. Cái này nghiệt xúc, sợ là không biết thái cổ huyết mạch cường hãn đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có gì lo lắng. Tiểu Hoàng huyết mạch, đặc biệt cường đại, coi như bị lại thương thế nghiêm trọng, cũng không khả năng bị Hắc Long đoạt xác. Hắc Long kế hoạch, nhất định phải rơi vào khoảng không. Đáng chết! Hắc Long cắn răng, ở Tiểu Hoàng khí huyết dưới sự xung kích, không biết làm sao lui đến Tiểu Hoàng óc bên bờ vùng. Nó huyết mạch phẩm chất, và Tiểu Hoàng chênh lệch quá xa, căn bản không có tư cách đoạt xác. Trừ phi, Tiểu Hoàng chịu chủ động buông tha huyết mạch phòng ngự, chủ động tiếp nhận nó mới có thể đoạt xác thành công. Còn chưa cút đi ra ngoài. Tiểu Hoàng chấn động phẫn nộ quát. Nó cảm nhận được, Hắc Long hồn phách còn ở lại nó đầu óc bên trong, như một viên đinh, để cho nó đặc biệt không thoải mái. Buông tha thủ ngự, tiếp nhận bổn tọa đoạt xác. Hắc Long lạnh lùng nói. Ha ha, cười nhạo, người có cái gì tư cách đoạt xác ta? Tiểu Hoàng cười nhạt, cả người huyết mạch hơi thở cổn đáng, liền muốn sắp tối long hồn phách bước ra. Ngươi nếu như không chịu buông tha, ta liền giết hắn. Hắc Long ánh mắt sắc bén, mắt lạnh nhìn Diệp Thần. Nó không đối phó được Tiểu Hoàng, nhưng muốn cầm Diệp Thần làm con tin, uy hiếp Tiểu Hoàng. Ngươi không tư cách uy hiếp ta, nếu không đi ra, lão tử diệt ngươi. Tiểu Hoàng trong lòng tức giận, trong cơ thể khí huyết như núi lửa bùng nổ, không ngừng nhô lên ra mãnh liệt năng lượng, liền muốn liều mạng thức hải bị thương nguy hiểm, tiêu diệt Hắc Long. Vĩnh Dạ Ma Chủ, trấn áp thiên địa, giết. Hắc Long nghiêm nghị không sợ, tâm thần thúc dục gian, vô số chỉ huyễn thú, từ trong bóng tối phá giết ra, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Nó không công kích Tiểu Hoàng, ngược lại đi giết Diệp Thần, đây là vây ngụy cứu triệu kế sách. Nháy mắt tức thì, liên tiếp dày đặc tiếng thú gào, điên cuồng vang lên. Diệp Thần con người đông lại một cái, cảm nhận được nguy cơ, nhưng hắn cái gì vậy không thấy được, nghe được động trời tiếng thú gào truyền tới, cũng biết việc lớn không ổn. Chủ nhân, chú ý à! Tiểu Hoàng kêu to, không nghĩ tới Hắc Long chui vào nó đầu, còn có thể khống chế bên ngoài huyễn thú. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, huyễn thú còn không có giết tới, hắn liền cảm thấy to lớn áp lực, như Thái Sơn áp đỉnh. Coi như hắn chỉ có một người, đối mặt này cùng uy áp, vậy phải cẩn thận ứng đối. Mà hiện tại, hắn còn phải chiếu cố Kỳ Tư Thanh, thế cục càng bất lợi. Đi, đâu, bá, be be, ỏ, ô, ba. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần dồn khí đan điền, cả người mỗi một khối xương cốt cũng đang chấn động, mỗi một chỗ khí huyết cũng đang cháy, cổ xưa hùng hậu âm tiết,
bỗng nhiên từ cổ họng hắn bên trong bạo giết ra. Ầm, kim quang sáng chói, ở Diệp Thần thân thể nổ lên, hóa thành 8 cái ngút trời kim long, mang nghiền ép tinh thần, tan biến hư không uy thế, hung hăng nổ ra. Từng tầng một hung hãn âm sát đợt khí, mang kim long thiên uy, sóng lớn vậy tràn ngập trừ đi. Chung quanh đạp chết mà đến huyễn thú, ngay tức thì bị chấn bể, hóa thành bọt tiêu tán. Mà nguyên bản đen nhánh hư không, vậy ngay tức thì bị kim quang chiếu sáng. Vĩnh dạ kết giới, hắc ám ma thiên, ở Diệp Thần thiên Phật thánh quang hạ, bụi bậm vậy tiêu diệt. Cái gì, lại là thiên long bát thần âm? Hắc long phát ra sợ hãi kêu lên, nó tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể vậy nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thiên Phật thánh hát, thiên long bát thần âm, có chí cương chí liệt uy nghiêm, vừa vặn khắc chế nó vĩnh dạ đại ma thiên. Nhất thời, toàn bộ vĩnh dạ kết giới, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần trước mắt, lại lần nữa thấy được ánh sáng. Nhưng Diệp Thần thân thể, nhưng là tê liệt ngã trên đất, và Kỷ Tư Thanh quấn với nhau. Thiên long bát thần âm, đối với hơi thở tiêu hao quá lớn, hắn một tí thi triển, mặc dù đánh tan vĩnh dạ kết giới, nhưng mình vậy cơ hồ hao hết khí lực. Xa xa, một cái phủ đầy vết sẹo, khí huyết khô đét thân rồng, trôi lơ lửng ở trong nước biển. Chính là hắc thân rồng. Nó hồn phách chui vào tiểu hoàng trong thân thể đi, cái này cái thân xác, mất đi hồn phách chống đỡ, nhất thời thành một cái trống rỗng tử. Bỗng nhiên, cái này cái thân rồng nhưng là bể nát, hóa thành từng cục hài cốt, đánh mất ở đáy biển. Nguyên lai mới vừa Diệp Thần thi triển thiên long bát thần âm, lấy cao nhất âm sát huy năng, rất miễn cưỡng xé thân rồng. Đây là khắc tinh. À, nhục thân của ta. Hắc long phát ra tuyệt vọng tiếng hô, cũng không ngờ mình thân xác, cũng bị Diệp Thần nghiền nát. Cái này một tí, nó nhất thời thành cô hồn. Nếu như không thể đoạt xác tiểu hoàng, nó mất đi thân thể gửi nhờ, rất nhanh thì phải hồn phi phách tán. Nghiệt xúc, còn chưa cút đi ra ngoài. Tiểu hoàng nghiêm nghị gầm lên, cả người khí huyết như trời long đất lở, cuộn sạch hắc long hồn phách. Suy, hắc long không dám lưu lại, lật đật chui ra tiểu hoàng thân thể. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này hắc long hồn phách, giống như một món mờ mịt sương mù, hàm chứa kịch liệt long sát khí. Thôi, bổn tọa vẫn là đoạt xác cái thằng nhóc này đi. Hắc long ánh mắt tàn bạo, gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần, long hồn thoát ra, như phi kiếm tia chớp, hung hăng hướng Diệp Thần thân thể chui vào. Nó mất đi thân xác, hiện tại chỉ còn lại một món tàn hồn, nếu như lại không đoạt xác, nó thì phải hoàn toàn chôn vùi. Không tốt. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, hắn mới vừa thi triển thiên long bát thần âm, khí lực chính là suy kiệt, căn bản không thể chống lại hắc long đoạt xác. Chủ nhân, tiểu hoàng quát to một tiếng, vậy không ngờ tới có này cùng biến cố, trong lòng nhất thời từng cơn hối hận. Sớm biết, nó liền liều mạng bị thương nguy hiểm, trực tiếp tiêu diệt hắc long thôi, cũng tiết kiệm được nó tiếp tục tàn phá. Ô, liền gặp một món sám quang, trực kích Diệp Thần ấn đường, tốc độ nhanh như tia chớp, tiểu hoàng đã không kịp ngăn cản. Thằng nhóc, mau tránh ra à. Bất diệt long đế gầm thét, nếu như Diệp Thần bị đoạt xác, vậy hắn cũng phải xong đời. Diệp Thần ánh mắt trợn to, liều mạng điều động trong cơ thể linh lực, nhưng mới vừa thi triển thiên long bát thần âm, khí lực tiêu hao thực sự quá lớn, hắn căn bản không thể nhúc nhích. Sống chết trước mắt, bóng, một đạo bóng đẹp đứng lên, chắn Diệp Thần trước mặt. Là Kỷ Tư Thanh, nàng lại có thể đứng ra. Nàng muốn tự mình hy sinh, bảo vệ Diệp Thần. Tư Thanh, Diệp Thần thất thanh kêu to, tuyệt đối không nghĩ tới Kỷ Tư Thanh lại đột nhiên đứng ra. Suy, hắc long hồn phách, đột nhiên chui vào Kỷ Tư Thanh thân thể mềm mại. Diệp Thần thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy ngày nay sập xuống. Kỷ Tư Thanh quay đầu lại nhìn hắn, lộ ra một cái quyết tuyệt nụ cười. Nhưng hạ một sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ nghe hắc long một tiếng hét thảm, lại từ Kỷ Tư Thanh trong thân thể chui ra ngoài. À, lửa độc, thật là lợi hại lửa độc. Hắc long luôn miệng kêu to, thống khổ không chịu nổi, tàn hồn suy suy vang dội. Nguyên lai Kỷ Tư Thanh trong cơ thể, có luân hồi tinh diễm lửa độc, nó một chui vào, lập tức bị lửa độc nướng, thiếu chút nữa thì muốn tan thành mây khói. Kỷ Tư Thanh thân thể mềm mại lay động một tí,
mềm nhũn ngã xuống Diệp Thần trong ngực, mới vừa đứng ra, đã tiêu hao hết nàng toàn bộ khí lực. Tư Thanh, Diệp Thần xít sao ôm nàng, trong lòng từng cơn nghĩ mà sợ. Nếu như Kỳ Tư Thanh thật bị đoạt xác, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh nhẹ nhàng ôm Diệp Thần cổ, khóe miệng mang vừa khổ lại ngọt nụ cười. Nàng còn muốn tự mình hy sinh, bảo vệ Diệp Thần, lại không nghĩ rằng để cho nàng chịu đủ hành hạ lửa độc, lúc này lại có thể cứu vãn nàng. Xa xa, Tiểu Hoàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sợ. Coi là các ngươi may mắn. Hắc Long bị lửa độc nướng, cả người đau nhức, không dám lại dừng lại đi xuống, hồn phách một phiêu, liền muốn chui vào lòng đất bên trong đi. Nhiệt xúc, đứng lại cho ta. Ngay tại lúc này, một hồi khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp một cái đàn bà xinh đẹp, đang mang một cái cả người oai rồng ngập trời nam tử, phá không hoành cướp tới. Chính là Diệp Lạc Nhi cùng Chí Tôn Long Hoàng. Lạc Nhi. Diệp Thần thấy Diệp Lạc Nhi, hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi lại có thể cũng ở đây Cửu Thiên Thần Long Điện. Hắn trước đây đi Linh Võ Đại Lục, vốn muốn đi xem Diệp Lạc Nhi. Dẫu sao Diệp Lạc Nhi là hắn từ Côn Lôn Hư mang về, luôn không khả năng bỏ mặc. Nhưng là hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Bên người nàng lại là ai? Diệp Thần mơ hồ cảm giác, mấy ngày này, Diệp Lạc Nhi trên mình hẳn phát sinh cái gì? Diệp Lạc Nhi nhìn Hắc Long tàn hồn, mắt đẹp lãnh túc, thân thể mềm mại thoáng một cái, lại là hóa thành một đầu rồng thần, cả người che lấp kim quang sáng chói miếng vảy, huy hoàng kinh trời, hơi thở bàng bạc. Đây là... Hắc Long nhìn Diệp Lạc Nhi, nhất thời cả kinh thất sắc. Nó chỉ cảm thấy, Diệp Lạc Nhi trên mình, có cao quý vô cùng vực ngoại huyết mạch, không biết so nó cao nhiều ít lần. Vậy tôn vinh hơi thở, hào hùng uy nghiêm, trương hiện ra tuyệt đối thân phận. Và Diệp Lạc Nhi so sánh, nó chỉ là hủ cỏ huỳnh quang, mà Diệp Lạc Nhi, là bầu trời hạo nguyệt. Diệp đại ca, mượn kiếm dùng một chút. Diệp Lạc Nhi thanh âm trong trẻo lạnh lùng, long chảo nắm chặt, cách không nhiếp đoạt Diệp Thần sát kiếm, kinh lực vừa phun, sát kiếm lộ ra một vẻ tinh mang, hung hăng hướng Hắc Long chém tới. Nàng cảm nhận được, Hắc Long trên người có đặc biệt hào hùng long sát khí, có thể thật to bồi bổ Diệp Thần sát kiếm. Cho nên, nàng cũng không có trực tiếp nghiền diệt Hắc Long, mà là mượn Diệp Thần kiếm, chém giết. À, ngươi là ai? Huyết mạch ngươi, như vậy mênh mông, ở vực ngoại, nhất định là cao nhất chí tôn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Long liền liền gầm thét, nhìn sát kiếm chém tới, nó thậm chí không có né tránh. Lúc này nó, hoàn toàn lâm vào khiếp sợ bên trong. Là Diệp Lạc Nhi huyết mạch hơi thở, cảm thấy khiếp sợ. Nhưng Diệp Lạc Nhi, cũng không trả lời. Phốc xích, sát kiếm mãnh chém xuống, Hắc Long tàn hồn, nhất thời bể tan tành. Rào, vô tận long sát khí, từ bể tan tành long hồn bên trong tràn ngập ra, điên cuồng bị sát kiếm hấp thu. Đúng cầm sát kiếm, bạo phát ra ngập trời mũi nhọn, kiếm phong chi ác liệt, tựa hồ muốn chém tinh diệt tháng, giết phá núi sông. Hưu, thân kiếm quay về. Sát kiếm lần nữa trở lại Diệp Thần trên tay. Từng tia kiếm khí, như dịu dàng đan dược, chui vào Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần hao tổn to lớn linh lực, vậy nhất thời khôi phục một ít, lảo đảo lắc lư đứng lên, nhìn Diệp Lạc Nhi. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi khôi phục hình người, vậy chăm chú nhìn hắn, lại nhìn xem Kỳ Tư Thanh. Lúc này Kỳ Tư Thanh, hơi thở có chút yếu ớt. Diệp Lạc Nhi không khỏi suy nghĩ miên man. Mà mới vừa, Kỳ Tư Thanh động thân bảo vệ Diệp Thần, một màn này, nàng cũng nhìn thấy, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút kỳ quái. Lạc Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần hỏi. Diệp đại ca, ta ở Cửu Thiên Thần Long Điện có chút việc phải xử lý, mới vừa cảm nhận được khu vực này có thượng cổ ma long tỉnh lại hơi thở, liền vội vàng đi qua cha xem, cũng không ngờ ngươi vậy ở chỗ này. Nguyên lai, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng, đang tra hỏi Viêm Thiên Long Thần, buộc hắn giao ra luân hồi huyền bi. Nhưng đột nhiên, hai người cảm ứng được thượng cổ ma long tỉnh lại hơi thở, liền vội vàng chạy tới điều tra, nhưng không nghĩ tới chiến đấu đã đến hồi cuối. Diệp đại ca, người đâu, người tới đây bên trong làm gì? Diệp Lạc Nhi có chút tò mò. Tư Thanh bị thương,
ta phải cứu nàng. Diệp Thần ôm lấy Kỷ Tư Thanh, cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì, Kỷ Tư Thanh và Huyền Cơ Nguyệt ân oán, chân thực quá phức tạp, hắn không biết làm sao theo Diệp Lạc Nhi giải thích. Lập tức Diệp Thần đi tới trước tế đàn, bắt lại băng tim tinh thạch. Băng tim tinh thạch vào tay, nhất thời, một cổ mát rượi khí tức mát mẽ, chính là ở trong kinh mạch lưu động lực. Diệp Thần nhất thời có loại sảng khoái cảm giác. Có vật này, nhất định có thể trị liệu Kỷ Tư Thanh lửa độc. Mà băng tim tinh thạch bị Diệp Thần lấy đi sau đó, cả tòa tế đàn cũng sụp đổ, chung quanh cốt rồng ngay tức thì bể tan tành, đáy biển có hàng loạt long sát khí thả ra, toàn bộ chui vào Diệp Thần sát kiếm bên trong. Diệp Thần sát kiếm, mũi nhọn bén nhọn hơn, bề ngoài quanh quẩn một tầng mơ hồ xám quang, lộ ra mãi mãi thê lương sát phạt hơi thở, làm người ta rung động. Cái này băng tim tinh thạch, trên thực tế là trấn áp long sát khí linh vật. Hiện tại, băng tim tinh thạch bị Diệp Thần cướp đi, long sát khí vậy hoàn toàn bộc phát. Bất quá bùng nổ hơi thở, toàn bộ đều bị Diệp Thần sát kiếm hấp thu. Hơn nữa, sát khí lớn nhất căn nguyên là Hắc Long. Hiện tại Hắc Long tan thành mây khói, cái này phiến máu rồng biển sâu, sau này sẽ không lại có sát khí tồn tại, hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Nơi đây tự nhiên không thể dừng lại. Diệp đại ca, tiếp theo, người phải đi nơi nào? Diệp Lạc Nhi tiến lên trước một bước, rất là tò mò hỏi. Lạc Nhi, Tư Thanh thương thế rất nghiêm trọng, ta phải nhanh một chút thay nàng chữa trị, vốn muốn cùng ngươi ôn chuyện một chút, chỉ có thể tạm thời cáo từ trước, chờ ta xử lý xong hết thảy sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thần trong lòng có chút áy náy, việc cần kíp là cứu chữa Kỷ Tư Thanh, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Lập tức Diệp Thần ôm Kỷ Tư Thanh, xoay người rời đi, tiểu hoàng vậy hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi nhìn hắn thân ảnh đi xa, trong lòng rất là không thôi. Diệp Thần nghe Diệp Lạc Nhi kêu gọi, bước chân dừng lại một tí, nhưng cuối cùng không quay đầu lại, xa xa rời đi. Diệp Lạc Nhi ngây tại chỗ, một mặt mất hồn mất vía hình dáng. Được rồi, con cái tình trường, ảnh hưởng tu luyện, người không cần quá mức chìm đắm vào. Chí Tôn Long Hoàng nhẹ nhàng nói ra, nói. Diệp Lạc Nhi hàm răng cắn chặt môi, trong mắt nhưng là hơi nổi lên đỏ ửng. 10 phút sau đó, Diệp Thần mang Kỷ Tư Thanh, đi tới máu rồng biển sâu một nơi tĩnh lặng địa phương, chung quanh tất cả đều là đá san hô, có cá nam màu rực rỡ nhóm lướt qua, hình ảnh rất là đẹp. Mà theo long sát khí tiêu tán, chung quanh áp lực vậy hoàn toàn biến mất, Diệp Thần cảm thấy trước đó chưa từng có ung dung. Hắn thúc giục Viêm Bia, mở ra một cái ngăn cách nước chảy không gian, đem Kỷ Tư Thanh thả chung một chỗ bằng phẳng tảng đá xanh trên. Tư Thanh, ta muốn thay ngươi chữa thương. Diệp Thần ôn nhu nói. Ừ. Kỷ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, sử dụng băng tim tinh thạch, đạo đạo linh lực bơm vào đi vào, nhất thời. Băng tim tinh thạch thả ra từng luồng khí lạnh, chung quanh hư không đổi được một phiến lạnh như băng. Ở hàn khí lạnh như băng hạ, Diệp Thần cũng không nhịn được run một cái, mà Kỷ Tư Thanh, nhưng vẫn là cả người lửa nóng hình dáng, trán thậm chí thấm lộ ra đổ mồ hôi, có thể gặp lửa độc có lợi hại dường nào. Diệp Thần móc ra châm cứu, dừng một chút, liền nhẹ nhàng rút đi Kỷ Tư Thanh áo quần, chuẩn bị ở nàng quanh thân châm cứu. Hiện tại lửa độc tàn phá. Đã lan tràn đến Kỷ Tư Thanh kinh mạch toàn thân, phải ở nàng toàn thân châm cứu, mới có cứu vãn có thể. Áo quần rút đi, Kỷ Tư Thanh tuyệt đẹp thân thể, không giữ lại chút nào hiện lên ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần nhất thời ngược lại hít một hơi, mặc dù hắn đã sớm xem qua, nhưng lúc này, ở biển sâu chi địa, chung quanh là xanh thẳm nước biển, bầy cá nhẹ nhàng lướt qua, lại phối hợp trên bốn phía xinh đẹp đá san hô đá. Kỷ Tư Thanh dung mạo dáng vẻ, nhất thời lộ vẻ được vô cùng tươi đẹp. Như cung trăng tiên tử, như đáy biển long nữ, cơ da trắng nõn nà, thần thánh sạch sẽ, không nhiễm bụi ai. Như thế thánh khiết cô gái, hiện tại nhưng là không mảnh vải che thân, hoàn toàn bại lộ ở mình trước mắt. Diệp Thần nói không động tâm là giả, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Hắn lại hít sâu một hơi, thu liễm nghĩ bậy, ổn định tâm thần. Một cây châm cứu, rơi vào Kỷ Tư Thanh ngực giữa huyệt thiên trung trên. Cái này huyệt vị,
là toàn bộ thân khí lưu chỗ mấu chốt. Chỉ cần ổn định cái huyệt vị này, là được điều thuận Kỷ Tư Thanh hơi thở. Hô! Châm cứu rơi xuống, Kỷ Tư Thanh trong cơ thể, lửa độc nhưng là tàn phá, bạo phát ra một hồi cuồng bạo lửa cháy mạnh, phải đem châm cứu nóng chảy. Dám! Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn sớm có chuẩn bị, cảm thấy được lửa độc tàn phá, lập tức thúc giục băng tim tinh thạch, thả ra từng luồng khí lạnh. Suy! Đang kịch liệt khí lạnh dưới sự xung kích, tàn phá bừa bãi lửa độc nhất thời bị áp chế xuống. Có hiệu quả! Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời đại hỉ. Băng tim tinh thạch, quả nhiên phát huy hiệu quả, hắn có thể thuận lợi châm cứu. Sau đó từng cây một châm cứu, rơi vào Kỷ Tư Thanh quanh thân huyệt vị trên. Những thứ này châm cứu, không chỉ là mang Diệp Thần bản thân hơi thở, còn mang theo băng tim tinh thạch khí lạnh, có thể thật to làm tan rã lửa độc độc chất. Suy suy suy, Diệp Thần châm cứu, từng cây một đổi đến đỏ bừng. Là bởi vì là Kỷ Tư Thanh trong cơ thể lửa độc, đều bị dẫn đường đi ra. Kỷ Tư Thanh ngực không ngừng phập phồng, hô hấp rất là dồn dập. Châm cứu đâm vào da thịt, nàng chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, lửa độc sôi trào gian, lại để cho nàng trước đau khó nhịn. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh nửa tỉnh nửa mê, cổ họng phát ra nhàn nhạt rên rỉ. Không có chuyện gì, nhịn một chút, trôi qua rất nhanh. Diệp Thần nhẹ giọng an ủi. Liên liên thúc giục băng tim tinh thạch năng lượng, phối hợp hắn châm cứu liệu pháp, không ngừng hóa giải Kỷ Tư Thanh trong cơ thể lửa độc. Rốt cuộc, nguyên bản chất chứa thâm hậu lửa độc, dần dần gặp phải làm tan rã. Kỷ Tư Thanh da thịt, khôi phục ngọc trơn bóng trắng nõn hình dáng. Diệp Thần sờ một cái trán nàng, vào tay ấm áp, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, không có trước kia như vậy phỏng tay. Rất tốt, lửa độc kém không nhiều hóa giải xong rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, nội tâm một phiến vui mừng. Hiện tại Kỷ Tư Thanh trong cơ thể lửa độc, đã kém không nhiều hóa giải xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nữa mấy ngày, nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tư Thanh, mấy ngày nữa, ngươi là có thể hoàn toàn khỏi rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, nói. Có thật không? Kỷ Tư Thanh tròng mắt đốm nhỏ lập lòe, nhưng là có chút không dám tin tưởng. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Diệp Thần mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, chờ ta thương thế khôi phục. Kỷ Tư Thanh tròng mắt bỗng bộc phát ra sát khí, ta nhất định phải giết Huyền Cơ Nguyệt. Nghe vậy, Diệp Thần bật cười khanh khách. Con bé này, không hổ là thượng cổ nữ võ thần, trong lòng từ đầu đến cuối sôi trào chiến ý. Hiện tại thương thế vừa vận chuyển, chỉ muốn trước ra đi giết người. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền theo bạn ở Kỷ Tư Thanh bên người. Chờ đợi nàng thương thế khôi phục. Duy nhất để cho Diệp Thần có chút khó chịu, chính là vì châm cứu thuận lợi, Kỷ Tư Thanh vẫn muốn rút đi áo khoác, nhìn như thế một cái tuyệt đẹp thân thể, nằm ở bên cạnh mình, Diệp Thần thật là sắp điên rồi, chỉ mong nàng thương thế có thể mau sớm hết bệnh. Thật may, cái này cục diện lúng túng, cũng không có kéo dài quá lâu. Thời gian qua 2 ngày, Kỷ Tư Thanh đã khôi phục được xong hết rồi. Hiện tại, nàng không cần châm cứu, vậy không cần băng tim tinh thạch, chỉ dựa vào chính mình hơi thở, là có thể loại trừ còn sót lại lửa độc. Phỏng đoán lại qua một đêm, nàng là có thể hoàn toàn khôi phục. Đêm đó, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh dựa lưng vào nhau, tự mình tu luyện. Kỷ Tư Thanh ở loại trừ lửa độc còn sót lại hơi thở, mà Diệp Thần nhưng ở hoàn toàn đánh vào hỗn độn cảnh. Diệp Thần phát hiện, băng tim tinh thạch có đặc biệt dư thừa năng lượng. Nếu như có thể lợi dụng, có lẽ có thể để cho mình đột phá tới hỗn độn cảnh. Dẫu sao, cái này băng tim tinh thạch, là trấn áp đáy biển long sát linh vật, năng lượng đặc biệt bằng bạc, đủ để làm tan dã luân hồi tinh diễm lửa độc, nếu như có thể hấp thu, hắn được ích lợi vô cùng. Ông, đúng viên băng tim tinh thạch, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, không ngừng thả ra từng cơn khoáng đạt năng lượng, dưới vào trong cơ thể hắn. Mà Diệp Thần trong cơ thể. Một ngôi sao chi cây, tản mát ra vô tận ánh sao linh khí, vô tận hỗn độn khí tức. Chính là hỗn độn tinh thụ. Hắn hỗn độn cảnh, và người khác là bất đồng, không như vậy dễ dàng đột phá. Còn nếu như có thể đủ đột phá, hắn lực lượng, đem sẽ xa xa vượt qua người thường. Cái này hỗn độn tinh thụ, chính là hắn đột phá hỗn độn chỗ mấu chốt. Diệp Thần hô hấp thổ nạp,
không ngừng luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Đúng, cây hỗn độn tinh thụ, toát ra sáng chói ánh sao, lại đang không ngừng hấp thu băng tim tinh thạch năng lượng. Chỉ cần có thể luyện hóa cái này hỗn độn tinh thụ, ta là có thể bước vào hỗn độn cảnh. Diệp Thần chấn định tâm thần, không ngừng điều tức, trước hắn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối chưa có hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại, mượn băng tim tinh thạch năng lượng, có lẽ có thể một lần hành động luyện hóa hỗn độn tinh thụ, đột nhiên tăng mạnh. Hỗn độn tinh thụ, là hỗn độn sơ khai lúc một hạt giống nảy mầm lớn lên, có hùng hồn hỗn độn khí tức. Cái này hỗn độn khí tức, vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Diệp Thần, muốn luyện hóa, vậy là đặc biệt chật vật sự việc. Nhưng hiện tại, mượn băng tim tinh thạch khí lạnh, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, vậy vô cùng bá đạo hỗn độn khí tức, cũng thay đổi được ngoan ngoãn rất nhiều. Được, rất tốt. Luyện hóa cho ta. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hiện tại hỗn độn tinh thụ hơi thở không như vậy bá đạo, chính là hắn luyện hóa thật tốt cơ hội. Oanh! Diệp Thần không do dự, lập tức mở kinh mạch, điên cuồng hấp thu hỗn độn tinh thụ linh khí. Đúng, cây hỗn độn tinh thụ, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng đổi được chỉ có một viên bụi bậm lớn nhỏ, in vào Diệp Thần ấn đường gian. Rào! Diệp Thần ấn đường, toát ra vạn đạo sáng mờ, cả người thụy khí cuồn cuộn lộ ra, gân cốt đùng đùng phát ra nổ vang, lực lượng toàn thân điên cuồng bạo tăng. Tốt, lực lượng mạnh mẽ. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể tăng vọt lực lượng, trên mặt nhất thời nổi lên vui mừng. Ở hỗn độn tinh thụ rèn luyện hạ, hắn cả người đều ở đây lột xác. Nội thị ấn đường, Diệp Thần liền thấy rõ, vậy một viên hỗn độn tinh thụ bụi bẩm, bên trong lại cất giấu vô cùng khổng lồ thế giới. Trên thế giới ương, là một bụi thông thiên đại cây. Mỗi một miếng lá cây, đều có một cái tinh cầu vậy khổng lồ. Ào ào hỗn độn khí tức, ở cả thế giới bên trong cút trào. Vô cùng vô tận năng lượng, điên cuồng tràn ngập ra, tựa hồ có thể diễn biến thành chư thiên vạn giới, tạo hóa hết thảy sinh linh. Khoáng đạt, bàng bạc, thâm thúy, bác đại, đây là thuộc về duy nhất hỗn độn sơ khai sức mạnh to lớn. Đơn giản là chấn cổ thước kim, long trời lở đất. Nguyên lai đây chính là hỗn độn tinh thụ bên trong thế giới, ban đầu tiểu đạo sĩ có thể không bình thường à, nếu như ta có thể luyện hóa mảnh thế giới này, cũng có thể hoàn toàn bước vào hỗn độn. Diệp Thần ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Mảnh thế giới này, trên thực tế là hỗn độn tinh thụ biến thành. Ở hỗn độn thời điểm sơ khai, hỗn độn tinh thụ đã từng diễn hóa ra liền một cái khổng lồ thế giới, sau đó trải qua tính cướp, mảnh thế giới này sụp đổ. Mà đã từng chống đỡ thế giới hỗn độn tinh thụ, vậy lui hóa thành một hạt giống, không biết bị long đong liền nhiều ít năm tháng. Cho đến hiện tại, cái hạt giống này, mới lần nữa nảy mầm, hình thành một cái đặc biệt thế giới nhỏ. Diệp Thần không ngừng hô hấp thổ nạp, hấp thu mảnh thế giới này quy luật năng lượng, từng đạo mắt thường có thể thấy được phù văn cổ xưa, không ngừng từ hắn ấn đường tản ra, bao trùm ở hắn trên da. Trong phút chốc, Diệp Thần toàn thân da, cũng lưu chuyển từng tầng một cổ xưa phù văn, cả người sáng mở ngút trời, đem nước biển chung quanh, vậy ánh chiếu được ánh vàng rực rỡ một phiến. Mà những phù văn này, nhưng mang đặc biệt bá đạo hỗn độn lực lượng, như từng tầng một than lửa, nóng được Diệp Thần cả người phát đau. T. Diệp Thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiện tại hắn hình dáng, đổ có chút giống lửa độc phát tác kỳ Tư Thanh, phải chịu đựng trước vô cùng nóng rực nóng bỏng hành hạ. Băng tim tinh thạch, ngự. Diệp Thần lật đật bóp một cái pháp quyết, không ngừng hấp thu băng tim tinh thạch bên trong khí lạnh, chậm tách ra thân thể trước đau. Suy suy suy. Từng luồng khí lạnh, rơi vào Diệp Thần trên mình. Hắn toàn thân nhất thời toát ra màu trắng khói hơi nước khí, trên người trước cảm giác đau rát, vậy nhanh chóng tiêu tản mát. Thật may có viên này băng tim tinh thạch, nếu không ta muốn hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ, thật không biết phải chờ tới cái gì. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn tinh thụ năng lượng quá nóng rực bá đạo, mang mãi mãi hỗn độn khí tức, đó là đủ để tạo hóa thiên địa, mở ra càn khôn tồn tại. Giờ phút này mượn băng tim tinh thạch, Diệp Thần cuối cùng là thuận lợi hấp thu. Ước chừng qua một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, hỗn độn tinh thụ thế giới quy luật, rốt cuộc toàn bộ bị Diệp Thần luyện hóa. Lách cách, mà băng tim tinh thạch, vậy hoàn toàn hao hết sạch linh khí, rớt xuống đất, trở thành đá cặn bã.
Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt hắn, lóe lên vô số cổ xưa hỗn độn phù văn, lực lượng bá đạo điên cuồng tràn ngập ra. Hắn một cái ánh mắt nhìn ra ngoài, nhất thời, ác liệt kình khí như đao như kiếm, ngay tức thì xuyên thủng trùng trùng nước biển, đem xa xa một tòa đáy biển núi lửa, rất miễn cưỡng nghiền nát. Rất tốt, ta tu vi, đã coi là chính thức bước vào hỗn độn cảnh. Bất quá còn cần một bước cuối cùng. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, hiện tại đúng cây hỗn độn tinh thụ, hoàn toàn bị hắn luyện hóa, mi trái tim thế giới hỗn độn, mênh mông vô biên, cho hắn cung cấp vô cùng năng lượng, một cái ánh mắt là có thể băng sơn diệt biển, đơn giản là vô địch. Bất quá, lúc này Diệp Thần, còn thiếu một bước. Lôi kiếp, ban đầu đắng độ ách sấm, vẫn để cho Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi. Vì độ kiếp, hắn ban đầu không biết trả giá bao nhiêu, bây giờ muốn tấn thăng hỗn độn cảnh, phải đối mặt lôi kiếp, chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn. Diệp Thần tâm niệm phủ động, bên tai liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng sấm. Hỗn độn lôi kiếp, muốn hạ xuống. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe được sấm sét thanh âm, tim vẫn là không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Giờ phút này, cửu thiên thần long điện bầu trời. Sáng sớm bầu trời xanh thẳm, nhưng biến thành kinh khủng màu đỏ nhạt, vô số mây sấm che khuất bầu trời, hoàn toàn che lại bầu trời. Ung ung, từng đạo sấm sét, từng cái tia chớp, không ngừng ở tầng mây gian toát ra, tựa như long xà vậy loạn vũ, làm người ta rung động. Cuồng bạo sấm sét thiên uy, ở toàn bộ thương khung tàn phá, tựa hồ muốn tiêu diệt thế gian. Chu vi ngàn dặm chi địa, hoàn toàn bị mây sấm khói mù bao phủ, thật giống như ngày tận thế muốn hạ xuống, không khí ngột ngạt làm cho người khác không thở nổi. Tất cả chim thú vật, kinh hồ bôn tẩu khắp nơi, trốn về xào huyệt bên trong, tựa hồ vậy cảm giác được thiên tai sấm đổi, không dám bốc lên thân ra đi tìm cái chết. Mà cả tòa cửu thiên thần long điện, ở trong tối hồng lôi vân bao phủ hạ, lộ vẻ được cổ xưa thê lương. Diệp Thần, chuyện gì xảy ra? Máu rồng biển sâu đáy biển, Kỳ Tư Thanh đã tỉnh lại. Lúc này nàng, hoàn toàn xua tan lửa độc, hơi thở khôi phục được viên mãn, cả người thần quang trảm nhiên, như rồng cung tiên nữ, thánh khiết không thể xâm phạm. Lôi kiếp buông xuống, ta kiếp số đến. Diệp Thần ngồi xếp bằng, ánh mắt sắc bén. Hắn biết, lần này hỗn độn lôi kiếp, là trước đó chưa từng có kiếp số. Nếu như có thể vượt qua, hắn tấn thăng hỗn độn cảnh, tu vi đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng tăng vọt. Nhưng nếu như, độ kiếp thất bại, hắn thân xác hồn phách, đem hoàn toàn bị thiên lôi nổ, hoàn toàn tan thành mây khói, sẽ không lại chút nào sống lại có thể. Lôi kiếp chưa tới, nước biển chung quanh, đã kịch liệt lật dâng lên. Từng nhóm cá bơi, lật đật trốn tới đá trong khe hở đi, nhưng cũng không dám lại nhô ra. Hỗn độn lôi kiếp, ngươi muốn tấn thăng hỗn độn cảnh. Kỳ Tư Thanh mắt đẹp co rúm một cái, vậy phát hiện dị tượng. Diệp Thần hỗn độn cảnh, và người bình thường hoàn toàn không cùng, lực lượng không biết có bao nhiêu bá đạo, nếu như có thể đột phá, hắn ung dung liền có thể có dung chuyển thiên thần uy lực. Lúc này Kỳ Tư Thanh, là đường đường thiên thần cao thủ, ước chừng so hỗn độn cảnh cao hơn một cái cảnh giới lớn. Nhưng nếu như, Diệp Thần có thể đột phá tới hỗn độn, nàng vậy không có nắm chắc chiến thắng. Bởi vì, Diệp Thần nội tình chân thực quá kinh khủng, một bước lột xác, đều là nghịch thiên. Ta vì ngươi hộ pháp. Kỳ Tư Thanh mặt đẹp nghiêm nghị, nàng biết rõ Diệp Thần hỗn độn lôi kiếp đáng sợ, dựa hết vào Diệp Thần một người, sợ rằng khó mà vượt qua. Mà nàng là thiên thần cao thủ, hơn nữa còn là thượng cổ nữ võ thần chuyển thế, còn nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, nếu như lôi kiếp hạ xuống, nàng đánh bạc tánh mạng, có lẽ có thể phá giải. Không cần, cái này lôi kiếp, là ta một người kiếp số. Diệp Thần cắn răng, nếu như dựa vào ngươi hỗ trợ, ta coi như may mắn vượt qua kiếp nạn, sau này tu luyện cũng sẽ không lại chút nào tiến bộ. Nghe vậy, Kỳ Tư Thanh trầm mặc. Không sai, tu luyện trọng yếu nhất, là tự thân cảm ngộ. Nếu như dựa vào người khác hỗ trợ, ắt phải khó khăn thành đại khí. Thế gian cường giả, đều là một mình nghịch thiên chứng đạo, dựa vào người ngoài ngoại vật, không thể nào có đại thành tựu. Nhưng, muốn nàng trơ mắt nhìn Diệp Thần một mình bị khó khăn, Kỳ Tư Thanh cũng không cách nào làm được. Nàng cắn chặt hàm răng trước,
không biết như thế nào cho phải. Ngoại giới, thần quốc biên giới, vô số tông môn thế lực, cũng cảm ứng được đầy trời sôi trào sấm sét. Cao nhân phương nào độ kiếp, vẫn là ở luyện hóa cái gì nghịch thiên pháp bảo. Khí thế thật là mạnh mẽ. Đây là cái gì lôi kiếp, làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Vô số đạo ánh mắt, rung động thật sâu. Có người lấy là, có đại năng cự đầu đột phá tu vi, đưa tới thiên đạo kiếp nạn. Cũng có người lấy là, có người ở luyện hóa nghịch thiên pháp bảo binh khí, cho nên dẫn phát lôi kiếp. Vô số ánh mắt suy đoán, nhưng không nhìn thấu sau lưng nhân quả. Không có ai biết, thật ra thì sau lưng là Diệp Thần ở độ kiếp. Một cái chảm ách cảnh 9 tầng trời võ giả, hướng hỗn độn cảnh đột phá, lại có thể đưa tới mãnh liệt như vậy lôi kiếp, đơn giản là rung động thiên địa. Đây nếu là truyền ra ngoài, đủ để náo động toàn bộ thần quốc. Thiên đạo cung, chỗ sâu. Thiên viên mặc tả ánh mắt ngưng luyện, xuyên thấu trùng trùng hư không, thấy được cửu thiên thần long điện bầu trời mây sấm, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Đây là cái gì lôi kiếp, hơi thở không khỏi quá kinh khủng điểm. Thiên viên mặc tà tròng mắt không ngừng lóe lên, trong phảng phất có chút bất an. Hắn phái thiên lang đi cửu thiên thần long điện, hiện tại lôi kiếp giáng thế, không biết sau lưng cất giấu nguy cơ gì. Nếu như thiên lang chết, hoặc là viêm thiên long thần xảy ra chuyện, đối thiên đạo cung mà nói, cũng là tuyệt đối tổn thất, hắn rất khó chịu đựng. Minh điện, chỗ sâu, núi hoang bên trong. Một đạo tuyệt lệ bóng người, không mảnh vải che thân ngâm ở đầm nước bên trong. Sáng sớm sương mù, bao phủ ở nàng trên da thịt trắng như tuyết, sấn thác xuất nàng thanh trần tuyệt tục hơi thở. Trên đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một viên luân hồi tinh thạch, điểm điểm tinh quang rơi vào trên người nàng, càng hiện ra liền khí tức thần thánh. Cô gái này, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Nàng núp ở minh điện bên trong, mượn luân hồi tinh thạch chữa thương. Mà lúc này, nàng hơi thở, đã hoàn toàn khôi phục. Hả? Bỗng dưng, Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp chấn động một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa. Nàng ánh mắt, xuyên thấu sương mù dày đặc. Ngay tức thì, nàng liền phát hiện, cửu thiên thần long điện bầu trời, có ngập trời lôi kiếp. Cái này lôi kiếp, thật là đáng sợ chập chờn. Huyền Cơ Nguyệt thân thể mềm mại chấn động một cái, cơ hồ là ở phát hiện lôi kiếp ngay tức thì, nàng liền cảm giác được nguy cơ. Đầu ngón tay bấm ngón tay tính toán, nàng liền cảm thấy được, nguy cơ hơi thở đặc biệt nồng nặc. Cái này lôi kiếp, lại có thể quan hệ đến nàng sống chết. Có người ở độ kiếp, có phải hay không kỳ tư thanh tiện nhân kia, nếu như bị nàng độ kiếp thành công, nàng hoàn toàn hồi phục thượng cổ nữ võ thần lực lượng, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Huyền Cơ Nguyệt suy đoán, nội tâm nhất thời một hồi khủng hoảng. Cái này lôi kiếp, mặc dù không phải là nàng đưa tới, nhưng cũng là nàng kiếp số. Sau lưng độ kiếp người, và nàng có thiên ti vạn lũ nhân quả, nàng mặc dù không nhìn thấu, nhưng vậy thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Một khi bị người nọ độ kiếp thành công, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, ta phải ra tay ngăn cản. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp ngưng trọng, rào một tiếng, thân thể mềm mại vạch nước ra, dưới ánh mặt trời chiếu, đúng cái thân thể tuyệt đẹp trắng nõn, không thể tả. Nàng tiêm vung tay lên, sáng sớm sương mù hóa thành một bộ quần áo, bao trùm ở trên người nàng, một tầng mỏng như cánh ve cái khăn che mặt, nhẹ nhàng che mặt trứng mà. Suy, hư không biến dạng, Huyền Cơ Nguyệt sẽ phải rời khỏi. Nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn kẻ địch thuận lợi độ kiếp, nàng phải ra tay trở đoạn. Chậm, bỗng, một đạo uống tiếng vang lên, chỉ gặp một cái hồng bào nam tử, từ phương xa cung điện bay vút tới, chính là Mạc Huyết Minh. Huyền Thanh Nguyệt, người muốn đi cửu thiên thần long điện. Người muốn làm gì? Mạc Huyết Minh ánh mắt lạnh lùng, ngưng mắt nhìn Huyền Cơ Nguyệt. Hắn vậy phát hiện lôi kiếp tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, cái này lôi kiếp, và Huyền Thanh Nguyệt có nặng trọng nhân quả dây dưa. Cho nên, Huyền Thanh Nguyệt muốn đi trước điều tra, giải quyết nhân quả. Nhưng là, Mạc Huyết Minh lại không thể để cho nàng tùy tiện rời đi. Bởi vì, hắn luân hồi tinh thạch, vẫn còn ở Huyền Thanh Nguyệt trên tay. Ta Huyền Thanh Nguyệt làm việc, không cần hướng ngươi giải thích, tránh ra cho ta. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh nhìn Mạc Huyết Minh. Ha ha, ngươi phải đi cửu thiên thần long điện có thể, nhưng luân hồi tinh thạch trước trả cho ta.
Mạc Huyết Minh cười lạnh. Huyền Thanh Nguyệt nhân quả, hắn không hề quan tâm. Hai người chỉ là giao dịch quan hệ. Huyền Thanh Nguyệt phải đi Cửu Thiên Thần Long Điện, Mạc Huyết Minh không hề sẽ ngăn trở. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải cầm luân hồi tinh thạch, trước vẫn còn cho hắn. Nếu không, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, luân hồi tinh thạch thất lạc, tổn thất này, Mạc Huyết Minh không thể chịu đựng. Hừ, không phải đã nói rồi sao? Cái này luân hồi tinh thạch, mượn trước cho ta mấy ngày, ta dùng hết rồi, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói. Cái này lôi kiếp sau lưng, ẩn hàm nguy cơ quá sâu nặng. Nếu như tay không đi trước, Huyền Cơ Nguyệt không có nắm chắc. Chỉ có cầm luân hồi tinh thạch, mượn tinh thạch năng lượng, lại phối hợp luân hồi tinh diễm, nàng mới có đầy đủ chắc chắn, giải quyết nhân quả nguy cơ. Ta cho ngươi mượn, chỉ là để cho ngươi chữa thương mà thôi, cũng không đáp ứng ngươi để cho ngươi mang đi ra ngoài. Mạc Huyết Minh vẻ mặt thâm trầm, Huyền Cơ Nguyệt muốn mang đi luân hồi tinh thạch, hắn là không thể nào đáp ứng. Lười được cùng ngươi nói nhảm, ngươi mượn vậy được mượn, không cho mượn vậy được mượn, cút ngay. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp rét lạnh, tiêm vung tay lên, một đạo mênh mông kình lực đánh úp về phía Mạc Huyết Minh, đồng thời biến dạng hư không, muốn chạy trốn xa đi. Càn rỡ, ngươi dám cùng ta động thủ. Mạc Huyết Minh hoàn toàn nổi giận, bắn ra chỉ, đánh nát Huyền Cơ Nguyệt kình lực, một trưởng phong tỏa hư không, chợt trưởng thế như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng trấn áp Huyền Cơ Nguyệt. Mặc dù, Huyền Thanh Nguyệt là thượng giới cô gái, nhưng đương thời giây phút, Mạc Huyết Minh vậy quản lý nhiều như vậy, cái này luân hồi tinh thạch là mạng hắn gốc rễ, tuyệt đối không thể nào để cho người mang đi ra ngoài. Trừ phi là thượng giới nữ hoàng đích thân tới, nếu không hắn không thể nào khuất phục. Cái này một tí, Mạc Huyết Minh lại là động sát thủ, muốn một trưởng đập chết Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp co giúp một cái này Mạc Huyết Minh, thực lực đặc biệt kinh khủng, coi như nàng là thiên thần cảnh 4 tầng thiên, cũng không khả năng ngăn trở một chiêu. Nếu như bị Mạc Huyết Minh một trưởng trấn áp xuống tới, nàng cái này uế đất phân thân, không có chút nào sống sót có thể. Ngươi muốn giết ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Sống chết trước mắt, Huyền Cơ Nguyệt cũng không có kinh hoàng, trong mắt nổi lên ngập trời tức giận. Hào hùng đế uy, cuồn cuộn từ trên người nàng tràn ra tới, như trời nhật nguyệt, chiếu sáng vạn cổ. Hơi thở này, ngươi là... Mạc Huyết Minh trợn to hai mắt, bàn tay dừng lại ở giữa không trung, hoàn toàn kinh hãi. Kinh khủng như vậy đế uy, để cho hắn nghĩ tới một người. Thượng giới nữ hoàng. Chỉ có trong truyền thuyết nữ hoàng, mới có như thế kinh khủng uy nghiêm, có thể rung động hắn tâm thần. Ngươi tên chữ, không gọi Huyền Thanh Nguyệt, ngươi kêu. Mạc Huyết Minh muốn kêu gọi nữ hoàng danh hiệu, nhưng cái này loại cấm kỵ tồn tại, hắn lại có thể cũng không thể kêu lên lối ra. Không sai, chính là bổn tọa. Huyền Cơ Nguyệt thu liễm hơi thở, trước đây nàng dùng tên giả Huyền Thanh Nguyệt, ngụy trang thành thượng giới cô gái, cũng không có bại lộ mình nữ hoàng thân phận. Nhưng hiện tại, đối mặt Mạc Huyết Minh từng bước ép sát, nàng cũng không nói nhảm, trực tiếp ngửa bài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.